Dạ rồi rất là tuyệt vời và chúc cho cả nhà chúng ta có một uh, buổi trưa thực trang lên năng lượng uh, và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục một kiến thức về cái phần uh, tập trung trong một cái khoảng buổi ngày hôm nay anh chị hát. thì chúng ta sẽ là uh, chuyển về chúng ta sẽ ban về một cái công cụ thành công nhưng ngày hôm qua thì chúng ta đã phân tích rồi đúng không ạ à, anh chị cùng tham gia vào một cái lĩnh vực uh, tài chính mối quan hệ hay là sức khỏe thì chúng ta đều phải có đủ ba yếu tố à, thứ nhất là gì anh chị ơi thứ nhất trong 8 giác vàng đó chính là tư duy thứ hai là công cụ và cái thứ ba đó chính là kỹ năng thì rất là tuyệt vời ở uh, là khi mà chúng ta có một cái công cụ anh chị uh, cái công cụ mà để giúp cho chúng ta là vượt cái uh, sức mạnh Ờ, đến cái sự giàu có thành công về tài chính vừa có được cái sự bình an có được cái sự sức khỏe uh, và sự hòa hợp trong mối quan hệ thì đó là một cái bí mật của luật hấp dẫn anh chị uh, để mà mình có thể gọi là hay là anh chị có thể gọi là sức mạnh tiềm thức thì mình đều có thể được như vậy anh chị ha vậy thì hôm nay lan và anh chị đều Bang lùng về một cái công cụ quyền năng này bởi vì một trong những cái công cụ quan trọng nhất và nếu như mà chúng ta ứng dụng được thì thật luôn anh chị. Cuộc đời của chúng ta là một cái thế giới là khác luôn anh chị. Một cái cuộc đời thật là tuyệt vời luôn. À, anh chị nào mà đã rõ cái cuốn sách là bị mật luật hấp dẫn rồi ấy, thì có một cái lý do tài sao một trong nhóm là một phần trăm dân số trên thế giới họ lại sở hữu hết là 96% ở cái thu nhập của cả thế giới một cái điều rất là tuyệt vời luôn một phần trăm dân số thế giới thì họ đã sở hữu là 96 phần trăm của thế giới rồi anh chị ờ, anh chị là cái lý do mà nó đơn giản bởi vì là những người này là họ nặng giữ chống thay một bị mật luật hấp dẫn và ngày hôm nay chúng ta sẽ hướng tới những cái kiến thức làm như thế nào ở để mà có thể là cài đặt lại những cái tư duy những cái kiến thức làm như thế nào mà chúng ta có thể là giao tiếp được với tiềm thức của mình và làm thế nào chúng ta có thể là vừng dùng bị mật luật hấp dẫn quyền năng này biến những cái thế giới bên trong của chúng ta tạo ra cái thế giới bên ngoài và bây giờ bên trong chúng ta đang rất là mong muốn giàu có mình đang rất là mong muốn thành công à, mình mong muốn là cái thu nhập của chúng ta sẽ gia tăng lên 50 triệu chiều 100 triệu 200 triệu uh, 1 tỷ 2 tỷ và không giới hạn đúng không ạ thì bây giờ uh, như thế nào làm như thế nào để mà chúng ta sẽ biến cái thu nhập ở uh, những cái điều mà chúng ta mong muốn ở bên trong nó ra bên ngoài thì anh chị trước khi mà mình bắt đầu thì anh chị lưu ý là mình sẽ là ở uh, chuẩn bị giải bục để mà mình ghi chép lại những cái kiến thức này anh chị ha rồi vậy thì chúng ta cũng biết về sức mạnh tiềm thức rồi uh, sức mạnh tiềm thức là gì ạ thì nó liên quan tới cái công cụ uh, và luật hấp dẫn vậy thì điều đầu tiên chúng ta hiểu rõ hơn tiềm thức là gì ạ ở uh, định nghĩa của tiềm thức tiềm thức đó chính là những cái thông tin hay còn gọi là những cái trải nghiệm của một con người chúng ta từ trong quá khứ có thể là nó tận luôn là từ kiếp trước luôn anh chị à, những cái tế bào từ người cha từ thông tin người cha của chúng ta rồi là từ cái khoảng mơ thời gian là chúng ta ở trong bụng mẹ và từ khi mà chúng ta sinh ra cho tới từng bây giờ thì tất cả những cái thông tin tất cả những cái kinh nghiệm và trải nghiệm thì nó sẽ được lưu trữ thì đã được tạo thành tiềm thức anh chị đơn giản không ạ À, nói đơn giản ra là tiêm thức là một cái bộ lưu trữ thông tin và cái thông tin này nó sẽ được lưu trữ dựa trên là ở phía trước dựa trên là tế bào của người cha dựa trên là kiếp trước à, dựa trên là tế bào của người mẹ dựa trên cái khoảng thời gian là mình ở trong bụng mẹ và dựa trên cái khoảng thời gian là sinh ra cho tới là cái thời kỳ ngay hôm nay và chúng ta tiếp thu à, chúng ta học được những cái bài học gì ạ à, à, và chúng ta học được những cái thông tin gì ạ và à, chúng ta có được cái sự hình thành tạo nên cái niềm tin bên trong tiêm thức của chúng ta được không ạ? À? thì rõ ràng thì để mà anh chị thấy được, uh, rõ hơn thì chúng ta có thể là nó là cái cấp độ của người bà uh, vậy thì thông tin nó như thế nào ạ uh, nó được lưu trữ trên những cái tế bào trên những cái cơ thể tế bào nào bộ hoặc là tế bào nào bộ cơ thể của chúng ta anh chị thì nó gọi là thông tin thì một trong những cái mà chúng ta đã được học trong trường học và đúng không ạ Thì đó là những cái đoàn mã gen anh chị hoặc là những cái đoạn là ở uh, mã ADN trong cái cơ thể của chúng ta thì những cái tế bào đó uh, nó chứa những cái thông tin ở đây anh chị nhớ uh, cái thời mà, uh, những anh chị mà mình học và uh, sinh học lớp 11 lớp 12 đúng không ạ thì những cái đoàn mà mã gen nó chứa những cái thông tin à, nó chứa rất là nhiều thông tin nó lưu trữ cho nên là những cái thông tin và tiềm thức á, bộ nhớ của chúng ta là nó không lưu trữ trên bộ nào anh chị mà nó lưu trữ trên tệ bao, tất cả mọi thứ trên cơ thể của chúng ta được không ạ có một cái điều tuyệt vời đó là những cái thông tin này á, là có thể là nâng cấp nó mỗi ngày anh chị có thể là thay đổi và nâng cấp nó mỗi ngày tuyệt vời không ạ à? bằng cách là gì ạ à? à? bằng cách là chúng ta công học tập công rèn luyện bởi vì sao ạ à? tại vì bên trong cơ thể của chúng ta là có những cái thông tin có những cái uh, giống như là cái body đi của chúng ta đấy cái nhiễm sắc thể hay là những cái tế bào bên trong cái tế bào là nó có một cái chức năng là bảo vệ cơ thể của mình anh chị nhưng cái kháng thể chính cơ thể của chúng ta nếu như mà chúng ta tập luyện chúng ta ăn uống những cái thực phẩm nó tốt nó tốt cho sức khỏe thì rõ ràng là cơ thể bên trong cơ thể của chúng ta là nó khỏe mạnh hơn À, nó sẽ kháng được những cái bệnh tật nhiều hơn, nó tốt hơn. hoặc là nếu như mà chúng ta anh chị để ý, á, những người nào mà họ hãy vận động, à, họ dành nhiều thời gian để mà học tập, à, Họ tập thể dục này, thì là những người này là họ sẽ trẻ trống hơn, à, họ sẽ năng động hơn, họ sẽ làm việc hiệu quả hơn và tinh thần của họ là à, lúc nào cũng sảng khoái và những người này là người tích cực hơn thì đa số là những người tích cực những người ít vận động khi đó là những thông tin trên cơ thể của chúng ta và những thông tin này nó tích cực nó mạnh nó khỏe nó tốt hay không thì dựa trên cái thói quen của anh chị về thói quen của chúng ta anh chị dạ thì dựa trên cái thói quen của anh chị ha về thói quen của chúng ta đọc thói quen chúng ta tiếp nhận thông tin thói quen của chúng ta ăn uống thói quen của chúng ta là tập thể dục vân vân thì nó không chỉ thay đổi cái thông tin trên bộ não mà nó còn có thể là thay đổi trên cả cơ thể của anh chị luôn được không ạ? À? Yes. Và khi mà nó thay đổi thì là cơ thể của chúng ta là cũng thay đổi anh chị và một cái người mà chỉ toàn nạp vào những cái thông tin là không tốt à, như là những cái thức ăn những cái thực phẩm nó không tốt các anh chị vậy thì nó chữa những cái thông tin không tốt à, chữa những cái chất dinh dưỡng những cái tế bào ở trong những cái chất đó là nó không tốt cho cơ thể và khi mà mình ăn vào cơ thể của chúng ta thì nó nạp vào cơ thể không tốt thì nó làm cho cơ thể của chúng ta là bị biến dạng bị biến dạng sao ạ à? như là uh, chúng ta bị nội muôn nhé hay là chúng ta bị một cái gì đó à, chúng ta sẽ bị bung to ra hay là à, bạn bị những cái vết gì đó tăng nhán hay là ở diện gì đó uh, tối an toàn ha nói chung là rất là nhiều thứ là khi mà chúng ta ăn những cái thức ăn không tốt vào cơ thể thì uh, ví dụ như là cơ thể của chúng ta là nóng trong người à, chúng ta bị lợi miệng hay là chúng ta bị nội muôn thì nó bị cái gì đó ha khi mà trong cái uh, thông tin trong cơ thể của chúng ta nó bị rối loạn bởi vì là chúng ta dùng những cái thực phẩm à, chúng ta ăn không tục cho cơ thể hoặc là chúng ta thiếu cái oxy đúng không ạ thiếu oxy thì đa phần vâng là chúng ta ít vận động tại vì là vận động là một trong những cái quả trên anh chị một trong những cái thói quen mà nó giúp cho chúng ta là vận động để mà chúng ta có thể là hít thở để mà nó phát triển cái hô hấp rất là nhiều luôn thì rất là tốt cho cái việc mà chúng ta bổ sung oxy cho cái cơ thể của mình đúng không ạ vậy thì mình sẽ nói tiếp về cái phân tiếp theo Vậy thì rõ ràng á, uh, mọi thứ trên cuộc đời này anh chị, nếu mà anh chị nhớ là chúng ta đã được học ở uh, trong cái môn là hóa học năm lập 8 á anh chị, thì anh chị đồng ý với lan là tất cả là mọi thứ, sự vật, sự việc đều là được cấu tạo từ những nguyên tử. À, khi mà chúng ta dùng cái cảnh hiển vi anh chị, uh, chúng ta nhìn vào bất cứ một cái gì, thì cơ thể của chúng ta là nhìn vào cái đồng hồ. Uh, đúng ạ, thì ví dụ như là khi mà anh chị có thể là nhìn vào cái điện thoại hay là cái đồng hồ hay là một cái vật nào đó của chúng ta, thì uh, anh chị nghĩ là nó là một vật chất hay là nó là năng lượng ạ. À? ví dụ như anh anh chỉ nhìn vào cái cục sạc này thì anh chỉ nghĩ nó là vật chất hay là năng lượng ạ à? à, anh chỉ có thể comment giúp lần ha theo anh chỉ nó là vật chất hay là năng lượng ạ à? dạ thì uh, khi mà chúng ta nhìn đúng ạ thì mình nhìn thấy đấy là một cái vật trắng nhưng mà nếu như bây giờ chúng ta đã hiểu về khoa học rồi thì có nghĩa là các nhà khoa học họ đã chứng minh tất cả mọi thứ trên cuộc đời này nó cũng là vật rắn à, dù là thể khí dù là thể lỏng dù là mình có nhìn thấy được hay không thì nó đều được cấu tạo từ những nguyên tử uh, từ những phân tử từ những hạt nhân từ những là hạt uh, nó rong nó đóng trống, đóng ở Elix hay là uh, như thế nào và chúng ta đều nhớ cái bài học này khi mà chúng ta còn cái thời đi học đúng ạ vậy thì chúng ta đã biết rằng một cái vật rắn một cái vật lỏng hay là một cái chất khí uh, nó đều được cấu tạo bằng nguyên tử phấn tử hay là ở nơi trong hay là hạt nhân vậy thì chúng ta hiểu rằng cái hạt nhân thì nó có cái điện tích dương và cái nơi trong thì nó sẽ có cái điện tích âm và những hạt nơi trong thay thì nó sẽ vận đồng liên tục có nghĩa là bây giờ chúng ta nhìn cái điện thoại hay là cái đồng hồ đúng không ạ thì là chúng ta nghĩ là nó đang giữ yên nhưng nếu như mà chúng ta nhìn qua kiến hiển vi thì rõ ràng là ở trong đấy là có rất là nhiều tế bào anh chị À, rất là nhiều thứ uh, nó đang vừng hành xung quanh cái hạt nhân đó và có rất là nhiều cái hạt nhân là nó gộp lại nó tạo thành uh, <laughs> và nó hình thành cho chúng ta là khi mà chúng ta nhìn bằng mắt thường á, thì chúng ta thấy là vật chất đúng không anh chị nhưng mà nếu như mà chúng ta nhìn bằng cái cảnh hiển vi thì là chúng ta không thể nhìn thấy được mà cái cảnh hiển vi là nó có thể nhìn thấy được đúng không ạ ở à, đó khi mà chúng ta nhìn bằng những cái cảnh hiển vi thì chúng ta thấy rất là rõ ràng bản chất của cái đồng hồ này uh, hay là bản chất của cái điện thoại á, thì nó được tạo đến từ cái năng lượng anh chị tại vì là điện tích dương và ấm có phải là năng lượng không ạ à? điện tích có phải là năng lượng không à, anh chị ở tất cả mọi thứ cho nên là điều đó là cho chúng ta thấy là có một cái sự thật là gì ạ à? tất cả mọi thứ ở mọi sự vật hiện tượng tất cả mọi thứ có trên cuộc đời này đều được cấu tạo từ tầng năng lượng anh chị và mỗi năng lượng đó nó đều chứa những cái thông tin khác nhau đúng không ạ à? À, những thông tin hạt nhân cái gì đó hay là nãy giờ chúng ta đã nói rồi đúng không ạ à, ở những cái giải mà thông tin trong cái cơ thể chúng ta từ những cái dán anh chị ở uh, từ những cái tinh trạng hồi nãy là chúng ta học đó đúng không anh chị và những cái tế bào ở uh, nở rong rỗng khi cũng chữa rất là nhiều thông tin trên cái cơ thể của chúng ta và toàn bộ đều chữa những cái thông tin cả và nó được cậu tạo nên cái kinh nghiệm và trải nghiệm cậu tạo nên cái tiềm thức của chúng ta được không ạ? À? Thì lần chia sẻ như vậy để mà tất cả các anh chị có thể hiểu được là vậy là một cái điều là như thế này á khi mà chúng ta đều sinh ra và lớn lên á, chúng ta đều được học, chúng ta đều được dạy. Và một cái điều á, của một người chúng ta thì anh chị hình giống là mỗi con người chúng ta đều là một đứa trẻ và một cái người lớn anh chị. Thì khi mà chúng ta nhìn một cái sự vật và sự việc khác nhau, thì theo anh chị là chúng ta nhìn mọi thứ là bằng mắt hay là bằng tiêm thức À? à anh chị có thể trả lời anh chị có thể là trả lời theo cái suy nghĩ của mình ạ à, theo anh chị thì chúng ta nhìn mọi thứ mọi vật là bằng mắt hay là bằng tiêm thức à? Dạ. Yeah. Rồi thì là uh, chia sẻ luôn ha. Chúng ta nhìn một cái sự vật và sự việc là bằng tiềm thức chứ không phải bằng mắt anh chị. Bởi vì anh chị hình giống á, là trước một đứa trẻ anh chị mới sinh ra nó đặc biệt gì không ạ à? Một đứa trẻ mới sinh ra là nó có biết cái gì? Uh, ví dụ như mình anh chị đưa cái điện thoại cho nó nó có biết là cái gì không ạ? À? Dạ, yeah. uh, nó chỉ biết là đó là một cái món đồ chơi và có thể là một cái gì đó nó không có biết uh, cái chức năng của cái vật này nhưng mà những người lớn của chúng ta thì biết khi mà nhìn vào đấy là chúng ta biết à đây là cái uh, điện thoại hay là đây là cái đồng hồ đúng không ạ tại sao mà chúng ta lại biết đấy là cái uh, điện thoại hay cái đồng hồ à tại vì là chúng ta biết cài đặt nó vào trong tư duy của mình rồi và chúng ta được dạy anh chị ở uh, chúng ta được cha mẹ thầy cô hay là chúng ta được giáo dục có thể là chúng ta nhìn hình là cái cơ thể người lớn ngày xưa người lớn là đưa cho chúng ta một cái đồng hồ và nói rằng là à đây là cái đồng hồ á và nói rằng là cái đồng hồ là có chức năng là xem giờ à, làm trang sức vân vân thì lúc đó là chúng ta mới học à, chúng ta mới cài đặt cái thông tin đó là một cái vật chất à, mà nó có cái hình dạng như thế này thì sẽ gọi là cái đồng hồ và mình nhìn thấy cái hình dạng như vậy là mình biết là đồng hồ và nó có một cái chức năng là xem giờ à, được không ạ à? anh chị à, à, hiểu cái phần này chưa à? dạ thì chúng ta không phải nhìn bằng mắt thường anh chị mà chúng ta nhìn những bằng những cái bồ nào tiêm thức bên trong anh chị chúng ta nhìn cái thông tin mà chúng ta được học bên trong trong quá khứ à, chúng ta được cài đặt và chúng ta được học được huấn luyện được giáo dục và chúng ta là có cái thông tin bao nhiêu thì là chúng ta nhìn thấy cái sự vật hay là cái sự việc bấy nhiêu được chưa yes thì một đứa con nít và người lớn là khác nhau họ khác nhau ở chỗ là họ có nhiều thông tin hơn một đứa con nít thì đó là lý do tại sao mà từ không đến 7 tuổi anh chị thì trẻ em là sẽ dành rất là nhiều thời gian để mà nó có thể là tiếp nhận những cái thông tin là ở từ 1 đến 3 tuổi là cái thời điểm À, mà những đứa trẻ nó ít khi mà làm gì làm anh chị à, anh chị để ý đấy Tại vì là cơ thể uh, cơ bản á, là nó giống như một cái mệt tận mới á. Nó không có cái phần mềm gì hết à, Không có cái phần mềm gì chạy bên trong nó cả à, Nó chỉ có là anh chị để ý không ạ à? à, Những cái uh, đứa trẻ là từ không đến 3 tuổi Thì đa phần là nó chỉ ăn ngủ chơi và học từ bên ngoài thôi Nó chưa có làm gì hết Nó chưa có hình thành bên trong cái ý thức Nó chưa có từ đưa ra những quyết định Bởi vì là nó giống như là một trang giấy trắng vậy nhưng mà cái người cha người mẹ người thầy người cố hay là những người nuôi dưỡng nó đúng không ạ thì họ là cái người mà cho cái đứa trẻ này bất cứ cái điều gì thì nó sẽ trở thành niềm tin của đứa trẻ đó được không ạ và nếu như mà rất là may mắn nếu như mà uh, một em bé mà được sinh ra trong một gia đình mà có giáo dục uh, có được cha mẹ nên tặng giáo dục rất là tốt tổ uh, tốt hơn trong một gia đình giàu có thì là nó sẽ càng tốt hơn nữa thì là cha mẹ sẽ uh, tập trung vào cái việc là giáo dục con cái hay là cho con học những cái tư duy học những cái bài học và những cái niềm tin mà nó tích cực niềm tin hỗ trợ sự thành công của giao có à, và dẫn nhất cho là ở uh, đứa trẻ đó là lớn lên và nó sẽ dễ thành công hơn so với những uh, em mẹ mà uh, khác đúng ạ và rõ ràng là chúng ta được cậu tạo nên bởi những thông tin bởi những năng lượng anh chị đồng ý không ạ cho nên là những anh chị nào những bậc phụ huynh nào mà được học cùng có lập bà hội có là bộ chạm tay họ vắng là ở uh, nhiều anh chị lên ăn thanh cũng đó là con học theo luôn con <laughs> học theo luôn và con được cài đặt những cái thông tin này từ nhỏ anh chị là con xíu thông minh siêu tài giỏi lượng lên là xíu thành công luôn cho nên là anh chị học là học cho cả con mình luôn đó dạ yeah và cái hệ kinh nghiệm này hoặc là cái trải nghiệm những cái thông tin đó nó sẽ lưu trữ trên cái não bộ và nó sẽ lưu trữ uh, trong trải tim của mình nữa anh chị lưu trữ trên toàn bộ giác quan ở uh, trên tất cả các bộ phận cơ thể của chúng ta thì đó là những cái thông tin của chúng ta được học ở uh, chúng ta được giáo dục mình được trải nghiệm trong cuộc đời và nó là kiến thức của chúng ta ok chưa nhưng mà rõ ràng là những thông tin cũ ở uh, tiềm thức khả năng cũ đó thì không thể giúp cho chúng ta có kết quả mới được thì ngày hôm qua là nó phân tích rồi à, uh, suy nghĩ thế tạo ra cảm xúc cảm xúc thì tạo ra hành động và hành động thì tạo ra kết quả ờ, mình có những cái thông tin những cái hệ điều hành có nghĩa là cái hệ tư duy cũ này anh chị và chúng ta hành động thì chúng ta vẫn tạo ra cái quả cũ thôi thì đó là sự thật đúng không ạ và những cái thông tin, những cái bài học từ trước tới nay uh, Mình không được may mắn. Từ trước tới nay là mình toàn tiếp xúc với những cái uh, thông tin là không thành công, không rõ ràng Thì chúng ta chỉ được dạy những cái tư duy, những cái bài học, những cái kinh nghiệm của người không thành công Và vô tình là nó được tạo thành cái niềm tin của uh, chúng ta luôn Và cái niềm tin đó là nó mạnh liệt tới mức mà chúng ta tưởng là mặc định nó là động luôn anh chị Tuy nhiên là uh, giống như anh yêu anh chị tâm sự với Lan Lan ơi bây giờ là uh, sao mà chị hỡi chị học công câu lạc bộ rồi mà chị cũng là có những cái niềm tin là chị không thành công được chị không nhau có được có nghĩa là trong cái quá khứ anh chị chúng ta bị cài đặt những cái niềm tin đó đó à nhưng mà anh chị yên tâm ha à, những cái này là chúng ta có thể là thay đổi được từ từ giống như là trong cuốn sách mà sức mạnh tiềm thức của ngài Joseph Murphy có nói là cứ là mình một tháng trôi quá thì toàn tế bào của chúng ta là thay đổi cho nên là ngày nào mà anh chị cũng được học được cài đặt lại những cái tư duy này về câu lạc bộ thì là anh chị sẽ là thay đổi hoàn toàn ha giống như là ngày xưa cũng về thôi anh chị Tuy nhiên là anh chị hình giống có những cái niềm tin là nó không đúng Tại vì nếu cái niềm tin của chúng ta mà động hết Thì là chúng ta thành công lâu rồi đúng không ạ <laughs> Thì đó vẫn là mọi người là đưa ra làm việc hay là lựa chọn trên cái bản năng của họ Bao nhiêu trong số anh chị khi mà mình làm một điều gì đó Thì mình hãy đưa ra quyết định nửa chân ở trên cái bản năng của mình ạ à? Thôi vậy là chúng ta lựa chọn theo con tím đúng không ạ Có những cái điều là chúng ta lựa chọn Nhưng mà điều đó là uh, thương mà chúng ta lựa chọn theo con tím mà anh chị thấy thương là sai lầm anh chị để ý là, hầu hết thôi chứ không phải là tất cả đâu anh chị thì nếu như mà chúng ta không may mắn á, bên trong chúng ta là chỉ toàn là những thông tin tư duy bài học kinh nghiệm của những người không thành công thì có nghĩa là từ nhỏ tới lớn là ba mẹ chúng ta là dạy sao thì chúng ta hiểu vậy từ nhỏ tới lớn là chúng ta gặp bạn bè của chúng ta toàn là những người không thành công và thầy cô chúng ta cũng đang làm công ăn lương đúng không ạ và có nghĩa là họ cũng chưa phải là một doanh nhân họ cũng chưa phải là ở những người thành công lớn đúng không ạ thậm chí là môi trường làm việc của chúng ta à, từ nhỏ cho tới lớn từ lúc mà sinh ra chúng ta đã không may mắn và chúng ta chỉ toàn được giúp với những người không thành công và những người không giàu có thậm chí là suối nữa là toàn ở những cái người mà không mạnh khỏe không hạnh phúc nữa thì là bên trong của chúng ta là toàn những cái điều là không tốt như vậy và chúng ta không có được cái hành động mới được anh chị dạ và cái hệ điều hành như thế nào thì nó bên trong cái hệ điều hành như thế nào thì bên ngoài cũng như vậy luôn và khi mà chúng ta có những cái niềm tin đó ở tư duy đó nó tạo thành cái niềm tin và đó là những cái niềm tin không hỗ trợ cho sự thành công thì nó có một cái vấn đề là khi mà chúng ta đưa ra một cái lựa chọn trên một cái bảng năng thì bản năng của chúng ta là nó lấy từ đâu ạ à? à, nó lấy từ những cái thông tin cũ những cái niềm tin cũ những cái bên trong gốc rễ những cái tư duy là chưa thành công và khi mà chúng ta lựa chọn, chúng ta làm việc hay là chúng ta hành động dựa trên cái bản nắng. Mà nếu như mà cái bản năng của chúng ta là bản năng của người chưa thành công, thì vô tình là chúng ta có những cái hành vi là kiến thức là chúng ta không thành công được anh chị. Và dẫn tới là cái kết quả là chúng ta không có thành công trong những cái việc mình làm. Anh chị uh, hiểu cái phần này chưa? Yes. Uh, vậy thì bây giờ làm thế nào để mà chúng ta có thể là thay đổi kết quả đây? Uh, làm thì bây giờ thế nào để mà chúng ta có thể là uh, thay đổi hoàn toàn kết quả của mình? thì ở cái cách tốt nhất và duy nhất anh chị là chúng ta phải thay đổi cái hệ tư duy cái niềm tin bên trong của mình anh chị à, thay đổi cái phân mềm bên trong chứ không phải là bên ngoài anh chị à, phần mềm bên ngoài thì là chúng ta nâng cấp nó lên là công tốt nhưng mà cái hệ điều hành bên trong anh chị nó là mới là cái thử quan trọng nhất thì, anh chị có đồng ý với anh không ạ cái máy tính nếu như mà anh chị sai một cái máy tính rất là đẹp rất là xinh so rất là mỏng rất là tốt một cái máy tính mà cái phân ngoài đó là một cái máy tính rất là xinh so à, nó là gọi là cái màn hình là rất là tuyệt vời nó chung là nó rất là xinh so luôn cái nút bấm rồi là bàn phím là chuột mỏng rồi cả kiểu rất là hiện đại nhưng mà bên trong cái máy tính đó là cài đặt cái hệ điều hành là ở Windows 9 lắm thế cái máy tính đó là còn nhắn không anh chị có đá dạng không ạ? Nó có hoạt động tốt không ạ? Nó có vận hành phân mềm trong những cái nắm mới này được không ạ? Anh chị có thể là có men giúp lan ha. giống như cái điện thoại của chúng ta với anh chị anh chị hình giống với iPhone 11 và iPhone 12 uh, hay là uh, iPhone 14 Pro Max đúng không ạ? Nó có giống nhau đúng không ạ? Nếu mà mình nhìn bên ngoài thì thật là nó chỉ khác nhau một ít thôi đúng không ạ? Nó cũng chỉ là một cái khối, một cái cục uh, một cái cục như thế này Nếu như mà ngày hôm nay là chúng ta sử dụng một cái vỏ Mà chúng ta sai cái vỏ iPhone Pro Max uh, Cài đặt những cái con chip, những cái phần mềm là Cài đặt phần mềm là iPhone 1 Thì chúng ta vận hành nó có tốt được không anh chị thì đấy là năm 2022 và nếu như mà anh chị ở sai cái điện thoại là iPhone 1 thì ở đây là con anh giữ cái điện thoại iPhone 1 ờ, không ạ à. theo anh chị là cái điện thoại đó là nó có chạy nổi những cái phần mềm những cái ứng dụng trong năm 2022 không ạ à. không đúng không ạ à. à và bên trong chúng ta cũng như vậy anh chị một số anh chị là chúng ta được dạy, được học là từ cha mẹ, thầy cô và ông bà, Từ những người bạn của mình, điều đó là rất là uh, tốt, không sao cả đúng không ạ Nhưng mà chúng ta phải lưu ý rằng là họ đang dạy cho chúng ta là những cái tư duy tư cái thời nào uh, Ví dụ như là ông bà, cha mẹ của chúng ta là sống vào cái thời báo cấp đúng không ạ Và cái thế kỷ là 21 thì là nó đã uh, đi qua cái thời kỳ công nghệ thông tin rồi Bây giờ là nó qua cái thời đại là sổ hỏa rồi anh chị Thì thời báo cấp á, là nó còn là trước cái thời đại là công nghệ thông tin nữa và nếu như mà thời đại này á, là thời đại số hóa mà chỉnh chúng ta là áp dụng cái hệ điều hành là cái thời báo cấp thì chúng ta sai vào cái thời đại số hóa và phát triển công nghệ như thế này thì theo anh chị là cái người đó có dễ thành công không ạ? Dạ. Yeah. Và trong cái thời kỳ 2002 này uh, giống như là minh đang sai cái iPhone 1 vào năm 2002 này thì là nó có vừng hành được không ạ? Ở nó chấm đúng không ạ? nó không có nhanh nó không có giải quyết được những cái nó không có xử lý được và cái lý do tại sao mà có những người trẻ thậm chí là những người lớn nếu như mà họ không có chịu phát triển cái tư duy của họ và họ không có nâng cấp cái hệ điều hành của họ và cái tư duy cái trải nghiệm cái chân độ của họ lên á thì là họ sẽ bị sao à? à họ sẽ bị loại chứ và rõ ràng là trong những năm vừa qua thì ở những thanh niên hay là những cán bộ hay là những nhân viên làm ở lâu năm đó, những cái người mà vì không phát triển kịp anh chị không có nâng cấp kịp thì khi mà cái số thể là mới xảy ra thì là họ vẫn sẽ bị sa thải thì đó là cái sự thật đúng ạ à. vì cái hệ điều hành là nó quá lỗi thời và không có dùng được anh chị trong cái thời đại này thì ở lan mổ nói như vậy để mà chúng ta hiểu rằng là tâm quan trọng là chúng ta phải thay đổi niềm tin thay đổi hệ tư duy và nâng cấp liên tục mình nâng cao phát triển bản thân không bao giờ là hết thời gian để mà học đâu anh chị ở rất là nhiều người nghĩ là sau khi mà họ tốt nghiệp đại học xong họ được có một cái tấm băng thì họ không có bao giờ học nữa không phải đâu anh chị thật ra là cuộc đời này là luôn luôn phát triển tại vì là trái đất là nó có bao giờ ngưng quấy không ạ à? không bao giờ ngưng đâu anh chị ở cho nên là chúng ta phải phát triển liên tục anh chị và thế giới không có chơi bản. mình phải chạy theo mình phải chạy nhanh mình phải liên tục phát triển ok chưa À, vậy thì rõ ràng á, là cái cách mà cái con đường duy nhất để mà chúng ta làm đó là hành động và thành công. Thì đó là chúng ta phải thay đổi cái hệ điều hành bên trong. Mình thay đổi từ cái tư duy, à, từ cái niềm tin, từ cái góc nhìn. Thay đổi tất cả tế bào kinh nghiệm và cái trải nghiệm của chúng ta. Chúng ta phải thay đổi hoàn toàn anh chị. Mình phải làm mới hết đó mình phải cài đặt lại cái hệ điều hành mới năm 2022 thì mình phải cài đặt là cái hệ điều hành năm 2022 không thể nào mà mình có thể là sai cái hệ điều hành là ở chính lắm được không thể nào mà mình sai cái hệ điều hành là 80 được mình phải là uh, có cái hệ điều hành năm 2022 mình phải cập nhật những cái tư duy mới à uh, những cái chiến lược mới những cái bài học mới những cái kinh nghiệm mới thì chúng ta mới thành công được ok chưa ờ, à? cho uh, nhiều là anh chị nói rằng là đôi khi anh chị học về câu lạc bộ 30 ngày là anh chị biết hết rồi nhưng mà theo anh chị là à, chủ tịch Trần huy có, có nâng cấp liên tục không ạ? Dạ, chủ tịch trình huy nâng cấp liên tục và anh chị học mỗi ngày là đều những kiến thức mới luôn. Cho nên là vì sao mà những anh chị mà đồng hành công cơ lục của là tạo ra kết quả nhanh như vậy. À, và những cái phần mềm mà anh chị, uh, những cái phần mềm tổ và những cái phần mềm là cũng, uh, có những cái phần mềm ví dụ động ạ nó phá hủy cái hệ điều hành nó phá hủy cái máy tính của chúng ta và rõ ràng rằng là bên trong chúng ta cũng vậy có những cái suy nghĩ nó tiêu cực đặc biệt đó là những suy nghĩ chưa được tích cực anh chị thì đó chính là những cái virus đó ở đây mà lan muốn nói là những cái suy nghĩ không tích cực những cái suy nghĩ là à, uh, dự hay là ghen tuông hay là gà tố là nó không có tốt nó chống là đó là những cái suy nghĩ không tích cực uh, là một cái con virus mà nó đang phá cái hệ điều hành của anh chị đó À, và nếu như mà anh chị có cái hệ tư duy đó thì là nó sẽ dẫn đến là anh chị làm một cái hành vi dừng dự này hay là mình làm những điều không tốt và nó làm những cái điều bên trong là tạo ra cái quả bên ngoài luôn, không luôn luôn với anh chị và với những người khác. Vậy thì việc của chúng ta là ngay bây giờ, ngay lúc này chúng ta phải thay đổi và chúng ta phải cài đặt lại cái hệ điều hành mới mình hãy xóa đi và mình hãy loại bỏ những cái con virus à, mình sẽ loại bỏ những cái niềm tin là không tích cực thay vì là ở uh, mình thêm vào những cái niềm tin là tích cực uh, những cái niềm tin mà uh, làm cho cái phương mềm chúng ta là chạy rất là tốt à, một trong những cái hề điều hành ở uh, trong một cái máy tính nó cũng là uh, những cái app rất là tốt uh, những cái cái mà không tốt những cái app mà không sai được không tạo ra kết quả thì nó là cái app mà uh, chúng ta không nên sai đúng không ạ yeah. nhưng mà có nghĩa là như thế nào ạ à? uh, chúng ta không có dùng chúng ta phải xóa nó đi thì đó là những cái niềm tin không tích cực không hỗ trợ đến cái sự thành công được không ạ à, bây giờ thì chúng ta đến cái phương tiếp theo anh chị làm thế nào để mà chúng ta có thể là thay đổi tư duy niềm tin làm thế nào mà chúng ta cài đặt lại cái hệ điều hành mới tại vì rõ ràng rằng nó trước giờ ủa bây giờ là bên trong là nó như vậy làm sao thay đổi đây mình không có biết thậm chí là chúng ta bị cài đặt một cách thù đồng luôn tư không nên bại tuổi là chúng ta bị cai một cách thù đồng hết anh chị, à, chúng ta luôn rồi là cha mẹ, ông bà, thầy cô, nói gì là chúng ta nghe hết đúng ạ, à, mình học hết, mình đâu có biết là lựa chọn cái niềm tin nào là tốt đâu, à, mình không biết luôn. cho nên là một đứa con nít là từ 1 tới 7 tuổi là cái thời gian vàng rất là quan trọng. À, nếu như mà uh, chúng ta, uh, anh chị nào mà những người đang có con đúng không ạ, hay là chúng ta đang dự định sinh con trong tương lai thì là uh, những uh, bạn trẻ sau này có thể là tương lai đúng không ạ, uh, chúng ta có con thì mình cũng nên phải là ở uh, mình hiểu điều này đúng không ạ là cái khoảng là từ không nên mãi tuổi là cái thời gian vàng một đứa trẻ ở uh, anh chị nói gì hay là làm gì giờ uh, thì là ở uh, giống như là trở thành cái niềm tiếng gốc rễ của con mình luôn anh chị những cái gì mà bạn dẻo bằng dẻo những cái gì thì là cái hạt đó là sẽ trở thành cái cây cổ thù và nếu như mà cái cây đỏ là cái cây gái <laughs> không có tốt thì cái cây đó là nó bừa lắm sau này là để mà có thể thay đổi cái cây đó là nó chứa gì đúng không ạ cho nên là rất là may mắn cho anh chị là vậy. À, vậy thì chúng ta thấy là mỗi bên trong chúng ta là cũng khá là hỗn độn phải không ạ? À, cũng khá là nhiều thứ để mà chúng ta phải giải quyết. Cũng là rất may mắn uh, với anh chị ở về năng động ạ. Là có nghĩa là chúng ta đã uh, là kia uh, ở thế giới mà chúng ta đã tìm ra được cái cách để mà chúng ta cai đặt lại cái hệ điều hành của chúng ta. Uh, và uh, cả nhà có biết không ạ? Ở cái kiến thức này uh, là chủ tịch Trần Huy đã bỏ hướng uh, 22.000 đô la để mà học kiến thức này và lan cũng được là chủ tịch trình huy đào tạo và mình cũng đã ứng dụng thành công thì đó là cái ngôn ngữ lập trình tư duy anh chị cái này là trong những ngày tiếp theo thì lan sẽ chia sẻ kỹ hơn về những nhận, nhận tư duy 7,5% phần trăm những nhà lãnh đạo kiệt xuất được không ạ và đây là một cái bộ môn khóa học của mỹ anh chị một giáo sư người anh và một giáo sư người mỹ họ phát minh ra cái ngành này thì hiện tại là rất là nhiều người thành công đã ứng dụng ví dụ như là thầy tony robin anh chị thậm chí hay là tất cả những đời tổng thống là đều phải học hết đó tất cả luôn anh chị được học cái ngành này luôn cái môn khóa học này luôn à, và tất cả những người thành công là có là uh, ví dụ như là cái có một cô gái đó là nữ quân vực số một thế giới cô là ở uh, Sena là ám hay gì đó uh, và vừa ông hoàng nhạc uh, nhạc bóp đúng không ạ và thậm chí là nữ tỷ phú rất là nhiều rất là nhiều người thành công trên thế giới, đặc biệt là ở uh, như thế nào những cái người mà nếu như mà anh chị có xem một cái số âm nhạc truyền hình ở Mỹ thì chúng ta biết là uh, Big Bon đúng ạ? Uh, rất là nhiều người thành công trên thế giới là họ đều được học và họ biết được cái ngôn ngữ này và họ thay đổi hoàn toàn cái niềm tin của họ và họ thay đổi cái ngôn ngữ, họ trở thành một ngôi sao, uh, trở thành những người xuất chúng nhất trên thế giới. À, ngày hôm nay anh chị và chúng ta cũng rất là tuyệt vời. À, tại vì ngày hôm nay là chúng ta đã được học cái kiến thức này. OK, yes. À, cho nên là Lan sẽ hướng dẫn cho anh chị những cái cách như là người bên giống như là chúng ta mới bắt đầu anh chị, chúng ta có thể học được hết. Nhưng mà chúng ta biết rồi cái cách để mà thay đổi thì rất là nhanh, rất là tốt. Nhưng mà quan trọng là Lan chỉ cho anh chị cái cách mà anh chị không làm thì là nó cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, đúng không? ạ Vậy thì làm thế nào để mà chúng ta có thể là thay đổi cái tiềm thức của mình? làm thế nào để chúng ta có thể là thay đổi tư duy cai đặt lại cái hệ điều hành bên trong của chúng ta ờ, thì nó sẽ có những cái cách như sau anh chị ha cách đầu tiên là cách dễ nhất mà ai cũng có thể làm được hết đó. và chúng ta đã nghe tới cái cách này ờ, đó chính là từ kỳ ám thị anh chị có thể comment lại ha từ kỳ ám thị là sao à có nghĩa là chúng ta có thể luyện tuyến bộ từ nói về bản thân anh chị từ kỳ có nghĩa là mình nói một mình anh chị nói về bản thân của mình á và anh chị để ý là có rất là nhiều người nếu như mà anh chị đọc trong những quyển sách để mà uh, có cái sự tư tín hay là gì đó là chúng ta hay đọc sách uh, chúng ta biết. Hay là chỉ là uh, chúng ta đừng trực ướng anh chị và nói những cái điều mình muốn phải không ạ? À? Thì hôm nay là ví dụ như là mình rất là đẹp, mình rất là tuyệt vời, rất là năng động đúng không ạ? À? Thì đó cũng là cái cách để mà chúng ta từ kỳ ảm thị. Vậy thì cái cách mà từ kỳ ảm thị này á là anh chị có thể là làm mọi lúc mọi nơi đương nhiên là khi mình tiếp xúc với nhiều người mà mình làm như vậy thì nó hơi kỳ đúng không ạ nhưng mà có thể là trong những cái lúc mà anh chị ở một mình thì anh chị có thể là dành khoảng cái thời gian để mà mình ảm thì lại mình trời ơi, cả nhà biết là ngày xưa mà lan biết tới cái cái này hơn. À, lúc đó là lan cũng đáng chứa có khỏe về tài chính luôn mà suốt ngày là lan từ kỳ ảm thì mình là lan lập đi lặp lại cái từ là à, lan là người thành công lan là người giàu có lan nói hoa như vậy luôn cả nhà mình nói hoa như vậy và một thời gian là nó cài đặt vào bên trong tim thức của mình lúc nào mình hãy yes uh, cho nên là cả anh chị hãy bắt đầu ha chọn cái câu nào đó mà anh chị cảm xúc và anh chị đọc ra anh chị từ kỳ ẩm thì mỗi ngày hay là có những anh chị là từ kỳ ẩm thì là đọc mấy bài tuyến bộ tư duy chủ phú nó chúng là cái câu nào mà anh chị hỗ trợ sự thành công của mình nhưng mà cái câu đó là cái câu mà làm cho anh chị cảm xúc được không ạ à? Thấy vì ngày xưa gia đình chúng ta là dạy cho chúng ta là gì ạ? À? Ờ, anh chị nào không may mắn là sinh ra trong một ở, gia đình mà ở, có nghĩa là đa phần là bố mẹ chúng ta hay nói câu này này. Ờ, gia đình của mình là nghèo lắm con hay là mình có những cái tư duy là chỉnh chúng ta là không có đủ tiền để mua đâu. Ở nhà mình làm gì có tiền và vô tình là nó trở thành cái niềm tin. Nó đi vào trong bồn học của chúng ta luôn anh chị. Và bá mẹ của chúng ta thì cứ lập đi lập lại Trong sự cuộc đời của mình Và khi mà chúng ta lớn lên Chúng ta mong muốn là Mình sờ một cái điều gì đó Là nó phạt lên Thì mình không có đủ tiền ở Nhà mình nghèo lắm Nó bị thay đổi luôn anh chị Thì bây giờ mình phải cài đặt lại anh chị à, Mình không có đủ tiền để mà mua thử à, Mình nói thì Mình sẽ nói sao ạ à? Tôi sẽ mua bất cứ cái gì mà tôi muốn à, Tôi sẽ sở hữu những cái gì mà tôi thích Tôi giao cỏ tới mức mà tôi mua được những gì tôi thích Không cần phải là nhiên giả anh chị à, không Ờ, đủ niềm tin đúng không ạ, ờ, cài đặt những cái niềm tin mới Thậm chí là có những cái niềm tin là đá phương là Lan nghĩ là nhiều anh chị là đáng mì đỏ là Khi mà chúng ta còn nhỏ thì là cha mẹ chúng ta còn nói là như thế nào à? Ví dụ là trường này là uh, Lan cũng hay kể với anh chị Nhưng mà cơ bản là có rất là nhiều anh chị ở đây là mới Nên là Lan sẽ kể lại câu chuyện này uh, Có những uh, cái anh chàng kia anh chị uh, Anh ta là một, uh, uh, anh ta là tên là một uh, Anh chàng rốn đi thì là có một người cha là có vợ và có một người ở uh, khai cái đặc tính là biểu lý đi ha thì anh chàng dốn này ở uh, là một người người bố một người cha và anh ta có một cái áp lực của người lớn là anh ta sống trong một cái thế giới của người lớn uh, và anh ta có một cái, cái cuộc sống là hoàn toàn uh, chạy ngược lại với con của mình là biểu lý và biểu lý thì mới năm tuổi thôi và cái bộ óc của bạn trẻ biểu lý này uh, thì nó hôn nhiên nó ngấy thơ và nó trống sáng nó không phải là chịu những cái áp lực giống như là người cha của nó thì thế giới của người lớn đúng không ạ và bây giờ là vốn là một người lớn và anh ta đang gặp một cái vấn đề là hiện tại là đang khủng hoảng kinh tế đang uh, ví dụ như là trong cái thời kỳ là uh, mấy nắm trước là covid đúng không ạ và bây giờ là có một cái khả năng là anh ta là bị mất việc. Mà anh ta có một cái áp lực là anh ta phải làm một cái gì đó để mà có thể là nuôi sống gia đình của mình. À, mình phải biết là ở cái cách mà tiệp chế cái tài chính. À, mình phải biết cái cách mà làm để mà mình phát triển lên. Và có một cái cái nỗi lo bên trong đúng không ạ? Thì gọi là nỗi lo của người lớn. Và anh ta phải tìm mọi cách để mà cải thiện cuộc sống. Để mà có thể là nuôi cái gia đình của mình. À, và đó là một cái vấn đề của người cha này nhưng mà biểu lý người con thì không hiểu vấn đề đó tại vì biểu lý chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi thôi và nó là, uh, chưa, biết, uh, là thể, chưa biết là phải động thuế chưa biết là phải đóng tiền điện hay là tiền nước tiền cơm là tiền gì đó nó không có biết nó không có biết gì cả và bọn nhỏ uh, bọn nhỏ này là chưa biết cái chuyện đó và một trong những cái cái mà dừng uh, dẫn tới biểu lý này là đi chờ đúng không ạ đi mua sắm và đi mua thức ăn và ngày hôm nay là uh, bàn bạn biểu lý này á, bạn thấy một cái món đồ chơi và bạn hỏi cha của mình lắng là uh, bà ơi mình rất là thích cái món đồ chơi này và bà mua cho con được không ở uh, thì trong đầu đứa trẻ biểu lý này á, là nó rất là thích cái đồ chơi này đúng không ạ và nó muốn rằng là cha của nó là sẽ mua cho nó thì đơn giản là như vậy thôi nhưng mà ở uh, trong bộ não của uh, ông cha này á, là cái người cha anh chị thì anh ta có một cái suy nghĩ là sao ạ à? à, bây giờ là giá đình của chúng ta là đang là uh, trước khó khăn về tài chính và bây giờ là mình cần phải là tiết chế cái tài chính cho nên là không mua những cái thứ mà không cần thiết đúng không ạ à? và rõ ràng rằng đó là cái suy nghĩ đúng và anh ta suy nghĩ nói rằng là à con à mình không mua được đâu mình không đủ tiền để mà mua đâu và điều đó rất là hợp lý với anh chân rốn này với người cha nhưng mà ở đối với người con là cái bàn lý này và bà nghe điều đó thì bà sẽ hiểu như thế nào à? à là cha mình nói rằng là không mua được có nghĩa là mình không có xứng đáng uh, mình không có xứng đáng được yêu thương nếu như mà cha mình không yêu thương mình á, thì là nếu như mà cha mình đã yêu thương mình thì là đã mua cho mình rồi nhưng mà không mua cho mình có nghĩa là ở uh, mình không đáng để được cha mẹ yêu thương và nó suy diễn ra là cha mẹ mình nó không yêu thương mình và vô tình rất là nhiều bạn rất là nhiều anh chị đã từng gặp cái trường này và vô tình là chúng ta mong muốn là có một cái sự thành công để mà chúng ta là được cha mẹ của mình yêu thương và chấp nhận thì một cái sự thật á, là cha mẹ của anh chị là rất là yêu thương anh chị và thật sự là cha mẹ của chúng ta rất là yêu thương chúng ta đúng không ạ à, và chúng ta đã hiểu nhầm rồi anh chị và rõ ràng là ở ánh uh, anh dối này á, là không có ý làm điều đó nhưng mà một số anh chị nói rằng là uh, giải thích cho nó hiểu thế giới của mình á uh, và nó khác nhau với thế giới của một người lớn trưởng thành thì anh chị cũng thấy là cái câu chuyện hay nó ngoài thực tế rất là nhiều anh chị ngoài xã hội giống như là có những bạn trẻ mà xin là ba mẹ mua điện thoại hay là mua xe máy rồi là ba mẹ là ở uh, từ chỗ đúng không? Thì là các bạn là từ suy diễn ra là à, ba mẹ thế này, ba mẹ thế kia. Nhưng mà thật sự là ba mẹ rất là yêu thương mình đúng không ạ? Nhưng mà tại vì là thể giới quan của mỗi người khác nhau cho nên là tạo ra cái suy nghĩ khác nhau. Và trách nhiệm của một đứa trẻ là nó hôn nhiên, nó không hiểu được cái chuyện mà chúng ta hiểu đâu thì rất là nhiều thứ. Thì đó là một cái ví dụ mà uh, anh chia sẻ để cho anh chị hiểu rằng á thì có một cái sự kiện trong quá khứ. Cái sự kiện là nó nhỏ nhỏ như vậy thôi nhưng mà tự nhiên là nó tạo nên một cái hệ niềm tin rất là quan trọng anh chị và điều đó là nó tạo ra cái cảm giác là tôi không xứng đáng thì chúng ta đã biết về cái tư duy chủ phủ rồi nếu mà có cảm giác là không xứng đáng thì là bạn sẽ không đạt được điều đó và vô tình là bây giờ chúng ta phải thay đổi anh chị à, cái điều tốt nhất là chúng ta phải thay đổi chúng ta không biết là cái sự kiện chúng ta có quá khứ gì nó đã xảy ra rồi và nó đã thành cái niềm tin của mình rồi bây giờ là chúng ta phải thay đổi thì cái cách thứ nhất ha là từ kỳ ám thị được không ạ Ô Lan nói nhỏ lắm hả cả nhà? <laughs> yes, ơi, ờ, Lan hỏi là cả nhà đã nghe Lan nói rõ hơn chưa? Dạ, alo, cả nhà có thể comment giúp Lan để mà Lan biết nhé. Cả nhà đã nghe Lan nói rõ không ạ? À? Dạ rồi, thì Lan có thể nói to hơn nhé. <laughs> yes ờ, từ kỳ ám thì bằng cách là mỗi ngày là chúng ta có thể là nhìn gương anh chị hoặc là mình có thể là đọc những cái tuyên bố về bị mật tư duy triệu phụ à, giống như là câu lạc bộ của chúng ta có gửi tặng cho anh chị những cái tuyên bố mới nhất của triều phụ lá đúng không ạ thì cái bộ tuyên bố này á không phải là câu lạc bộ chế ra anh chị mà đây là từ những cái suy nghĩ từ những cái quyển sách mà chúng ta được đọc đó chính là bị mật tư duy triều phụ thôi à, của ngay tây của một người mà đã có sẵn thì bây giờ là chúng ta lấy và ứng dụng luôn Đúng không ạ Bây giờ là câu lạc bộ chia sẻ cho anh chị luôn có nghĩa là mình mượn luôn cái tư duy của ngay tới H. cơ là ông đang có 700 000 tỷ uh, uh, 700 triệu đô la để mà chúng ta ứng dụng chúng ta học từ người thành công cho nhanh đúng không ạ chứ mất cũng mà chệ rồi là mình mất cũng là nó không có động anh chị nó không có động thì chúng ta hãy học từ người thành công và thành công luôn được không ạ Thì đó là những cái tư duy mình cài đặt đi anh chị ở uh, mình đọc được không ạ mình đọc đi đọc lại mỗi ngày Ờ, đương nhiên đó chỉ là nói về cái tài chính thôi anh chị nhé Còn về sức khỏe thì là nói là có một cái tư duy khác thì trong những cái livestream tiếp theo thì Lan sẽ gửi cho anh chị sau ha ờ, sẽ nói thêm về cái tư duy về sức khỏe đúng không ạ Vậy thì tư duy chủ phụ may mắn là mình bắt đầu từ uh, ngày mai thì chúng ta sẽ bắt đầu nói về cái bộ tư duy này anh chị hôm nay chúng ta sẽ là hình thành về cái công cụ thì ngày mai chúng ta sẽ nói về cái tư duy uh, về cái tư duy cho Phú được không ạ tư duy khỏe mạnh à, uh, tư duy hạnh phúc thì trong cái chuỗi là uh, 30 ngày này thì lành sẽ phân tích từ từ uh, để mà các anh chị yên tâm ha à, uh, chúng ta sẽ đi từng bước à, uh, chúng ta đọc đi đọc lại nói đi nói lại cho chính mình nghe và anh chị hình dung á uh, là sẽ có những cái chuyện mà thù đồng chúng ta phải là nghe đi nghe lại bao nhiêu năm trời có thể là 20 năm 30 năm uh, 40 năm 50 năm họ đã cái cho chúng ta là những cái tư duy đó và bây giờ là chúng ta muốn thay đổi à, uh, chúng ta vừa học là một hay lần làm sao mà chúng ta tin được đúng không anh chị quan trọng là chúng ta tin Tại vì uh, cái quy luật tiềm thức là gì anh chị? À, là quy luật của niềm tin. Vậy thì bây giờ chúng ta phải đọc đi đọc lại cho nó thẩm nhung vào trong cái tư tưởng. À, nó thẩm nhung vào trong cái tế bào và tiềm thức của chúng ta. Dạ. Yeah. Cảm ơn cả nhà. Rồi thì khi đó cái tư duy đó chúng ta đang gieo những cái hạt mâm mới. À, thì có những cái cái gái anh chị. Thì trong tiềm thức của chúng ta là có những cái cây mừng hay là cái à, cái tạo hay là cây ổ gì đó. Bây giờ là mình trông cái cây là nó ra quả uh, liên thì sao à? nhé yeah. à, thì mình phải gieo cái hạt ví dụ như bây giờ mình muốn là có cái quả tiếng thì mình phải gieo hạt tiếng đúng không ạ bây giờ mình mở gieo mà mình gặt liền đúng không ạ à, chúng ta phải là mỗi ngày cài đặt cài đặt đi cài đặt lại một ngày là chúng ta phải tưới nước có phải là nha anh chị nếu như mà anh chị trong lũa hay là ở trong ổi hay là trong xoay gì đó anh chị có trong một cái là vài ngày sau nó lên đúng không ạ vài ngày sau nó có quả đúng không ạ sao mà chúng ta học uh, tư duy mà chúng ta tạo ra tiêm mà vài ngày chưa có kết quả là chúng ta đã uh, chưa có được kiếm chi đúng không ạ thì là chúng ta phải hiểu phải hiểu cái sự thật và chúng ta phải sống thuần theo quy luật của vũ trụ anh chị ha à, chúng ta phải chấm bỏ mỗi ngày à, chúng ta phải trao yêu thương cho cái cây tiên này anh chị à, ngay nào chúng ta còn phải dành ra chúng ta phải đọc đi đọc lại những cái tuyến bộ này để mà cái cái đó là nó nhìn lớn dâng lên à, và cho đến khi mà cái cái nó mọc rễ ra những cái rễ của nó là bắt đầu cắm xuống mặt đất à, rất là chắc rồi và bắt đầu là nó lớn lên nó sẽ ra hoa để uh, kết quả thì chúng ta biết rõ rồi đúng không ạ à, chính là cái lúc đó thì là nó sẽ hỗ trợ cho cái niềm tin uh, sự giao có những cái tư duy chủ phủ là được trở thành cái tư duy gốc rễ của chúng ta và khi mà cái tư duy trợ phụ này mà nó trở thành cái tư duy của chúng ta rồi thì sao ạ à? thì chúng ta là gọi là như thế nào giống như ban đầu lan còn nói với anh chị ấy. Uh, khi đó là chỉnh cái cảm nhận cái cảm tính cái cảm tính của chúng ta bây giờ nó không không phải là một người không thành công nữa mà cái niềm tin này cái hệ tư duy này cái hệ điều hành này của chúng ta là nó đã thay đổi rồi anh chị và cái hệ điều hành của chúng ta là cái hệ điều hành của người giàu rồi cho nên nhiều anh chị nói với lan là có sao chị ẩn dụng luật hấp dẫn mà chị thấy là chị không thu hút cái nguồn lực gì lớn cả em ạ à? thôi tại vì là chúng ta không có chiều thay đổi tư duy thì chúng ta chỉ có thu hút những nguồn lực hiện tại thôi anh chị mà khi mà anh chị cai đặt những cái tư duy người giàu này rồi ấy, thì anh chị thu cái nguồn lớn à, những đối tác lớn những cơ hội lớn một cách rất là dễ dàng anh chị ha À, tại vì là cái hệ điều hành của chúng ta là trở thành cái hệ điều hành của uh, một người triệu phụ nó đã năm xấu bên trong của chúng ta rồi được không ạ thì lúc này đấy là những cái cảm tính của chúng ta những cái cái mà chúng ta dựa trên cái cảm giác nó sẽ là cảm tính của người giàu được không ạ Điện xác à, nếu như mà người thành công anh chị họ cũng làm theo cái cảm giác của họ nhưng mà cái cảm tình này á, là cái cảm tình thành công bởi vì bên trong họ là có cái tư duy thành công rồi à, bên trong họ là có một cái bùng một cái kiến thức cái hệ tư tưởng gốc rễ của người giàu rồi cho nên là họ làm họ đưa ra cái cảm tình của họ nhưng mà những người chưa thành công thì sao à? họ cũng làm theo cảm tính nhưng mà họ không có thành công bởi vì bên trong gốc rễ của họ là không có cái cảm tình thành công à, anh chị hiểu phần này chưa ạ? Yes. Giống như là anh chị đã hay đọc cuốn sách của hay đối Nên chấm mà ông nói là ông hay làm theo cảm tính anh chị. Tại vì cảm tính của ông là cảm tính của một tỷ phú lá thôi. Cho nên là chúng ta muốn làm theo cảm tính thì chúng ta phải thay đổi cái tư duy gốc rễ của mình trước, trở thành cái tư duy gốc rễ của người thành công, được không ạ? Cho nên là đầu tiên là chúng ta phải thay đổi lại. Thì đó là cái cách đầu tiên là cái cách mà lặp đi lặp lại, ok chưa? Cái cách thứ hai anh chị ha. Ờ uh, Ờ, anh chị hãy lặp đi lặp lại giống như Lanh ngày xưa là mình cứ là tuyên bộ mình bạn tư duy triệu phú một ngày là hai lần sáng tối và mình hằng hàng ngày như vậy này ngoài chứ những cái thời gian đọc sách hay là học lái chỉ thì là Lanh liên tục lặp đi lặp lại Lanh là, là người thành công Lanh là người giàu có thì anh chị hãy chọn cho mình một cái câu néo nào đó mà anh chị có cảm xúc và nó hỗ trợ sự thành công của người chúng ta và anh chị lặp đi lặp lại đúng không ạ thì cái cách thứ hai ha cái cách thứ hai này là nó rất là hay thì nó đang ở một cái mức á là cái cách thứ nhất là anh chị đó là uh, lập đi lập hài ha. thì cái thứ hai đó chính là xúc tích cực. xúc tích cực có nghĩa là sao ạ? À? là khi anh chị tham gia vào một trải nghiệm gì đó và anh chị tham gia vào một cái trải nghiệm gì đó và anh chị trải nghiệm một cái điều gì đó tuyệt vời. rồi anh chị có thể là comment lại cho lân ha. xúc tích cực được không ạ? nhá rồi ở chúng ta comment lại để mà ở chúng ta nhớ chúng ta ứng dụng nhé. quan trọng là ứng dụng được không ạ? ứng dụng mỗi ngày luôn anh chị và ứng dụng ngày 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 hôm nay luôn. Uh, nó hạnh phúc nó tích cực thì nó sẽ tạo nên một cái vấn đề và chúng ta sẽ trở thành một cái niềm tin nó rất là lớn và cái xúc tích cực này rõ ràng á, là cái cái mà người ta tạo ra bởi vì chúng ta là những cái niềm tin không tích cực cái điểm đến anh chị ở uh, chúng ta đã tạo ra trong quá khứ nó đều tới từ những cái xúc mà không tích cực có thể là một cái củ xúc nó chống là những cái điều mà không tích cực các anh chị nhé à, Củ xúc mà có thể là bằng lần đầu tiên là à, Ví dụ như là mình bị uh, thất tình này, hay là uh, đó là lăn nọ nhà nhà đúng không ạ Còn có những người là con kính hơn nữa Thì đó là những cái củ xúc đó là nó tạo nên niềm tin không tích cực của chúng ta Vậy thì cái việc của chúng ta là từ tạo ra củ xúc tích cực Vậy thì củ xúc tích cực là như thế nào ạ Dạ uh, là chúng ta là những người thành công và chúng ta nhớ mãi mà đó là những cái lúc mà làm cho chúng ta là tạo nên một cái niềm tin và cái niềm tin rất là lớn vậy là chúng ta mạnh mẽ để mà chúng ta thành công giống như là một câu chuyện như sau ạ ờ, giống như là ngày xưa anh chị ở khi mà lần mở ba câu lạc bộ thì lúc đó là lần uh, gọi là trước khi mà lần tham gia câu lạc bộ thì là uh, mình cũng là không có tư duy đó không có tâm nhìn không có kiến thức nhưng mình rất là khao khát thành công và lúc đó thì lần tham gia vào những cái dự án mình nghĩ rằng là người giàu là họ làm bất động sản này rồi họ làm công nghệ tài chính này thì mình cũng chẳng có tư duy gì, mình cũng chỉ nghe người ta nói ô hay quá à, thì mình chạy ra mình làm thì mình hành động như vậy anh chị và ừ, như thế nào à? à mình đã không thành công và mình cũng đã không giữ được tiền của mình luôn thì có nghĩa là đó là một cái cú sốc mà nó không được tích cực với mình nhưng mà có một điều á cả nhà thì uh, sau cái sự việc đó thì lan thấy là rất là nhiều người là họ cũng bỏ cuộc nhưng mà lúc đó là máy mạng là Lan ở uh, khao khát quá cho nên Lan được gặp câu lạc bộ và Lan biển cái điều đó trở thành cái động lực của mình có nghĩa là mình biết rằng là khi mà chủ tịch Nguyễn Diệm nói cái câu là tất cả mọi việc tới là giúp cho mình thành công hơn cho nên là khi mà Lan gặp cái sự việc đó thì Lan cũng từ nói với chính mình rằng là à tại vì á uh, ở mình khao khát thành công nhưng mình không có tư duy của người thành công mình không có tư duy của người giàu thì là tìm thất bại mang được sự việc đó tới để cho mình học được những bài học này chứ nếu như mà một cái thời điểm nào đó mình rất là giàu rồi mà mình không có tốt nghiệp được bài học này á thì lúc đó có thể là mình có không an toàn một số tiền lớn hơn cho nên là lan biển cái điều đó thành cái động lực của mình uh, biển thành cái suy nghĩ tích cực của mình uh, và mình học tập mình liên tục làm theo từng bước từng bước uh, những cái gì mà uh, chủ tịch Trân ví hay là chủ tịch trần huy chia sẻ câu lạc bộ chia sẻ và uh, một cái điều rất là tuyệt vời cả nha thay vì là ngày xưa là mình làm một cái công việc là chấm chỉ vất vả là nó chỉ cũng là tạo ra là một tháng là vài chiều thôi thì ngay nếu như mà ngày hôm nay á, mà anh chị nào á, mà có nghĩa là đang gọi cái xuất vật điểm mà, mà thu nhập là 7 triệu, 8 triệu, 10 triệu là hơn Lanh rất là nhiều so với xuất phát điểm của Lanh ngày xưa đó. Nhưng mà khi Lanh ứng dụng cái kiến thức này, lành được học và được câu lạc bộ rèn dụ trở thành một doanh nhân chạm tay họa vàng à, ờ, thì lan cũng đã có thể là tạo ra cái thu nhập mà Ngay xưa mình phải đi làm việc chăm chỉ ở trong vòng mấy tháng thì ngày hôm nay mình có thể là tạo ra trong vòng một ngày thì đó là cái cái giá mà mình sẵn sàng dành thời gian ra để mà mình phát triển tư duy phát triển trí tuệ để mình trở thành một người có giá trị anh chị và khi mình có giá trị mình dùng cái giá trị đó mình trao ra được thị trường thì là mình sẽ là tạo ra nhiều tiền bạc hơn cũng là mình thôi anh chị nhưng mà nếu mình nâng cấp bản thân của mình lên mình có giá trị hơn mình có tư duy hơn thì là mình sẽ tạo ra nhiều tiền hơn được không ạ thì đó cũng là một cái cổ xúc tích cực à, có nghĩa là mình biến từ một cổ sốc không tích cực trở thành một cổ sốc tích cực uh, về cái sự mà phát triển tư duy phát triển trí tuệ của mình cho nên là cái việc mà học công cô lạc bố á, là lành rất là đam mê tại vì mỗi khi mà mình được học mình phát triển thêm một kiến thức mới là mình lại tạo ra những cái thành công lớn hơn mình lại tạo ra thu nhập lớn hơn anh chị yes và cái cơ thể của chúng ta đều được tạo ra bằng năng lượng anh chị Ờ, chúng ta là như thế nào ạ? À? Chúng ta uh, là một cái năng lượng thì là nó tạo ra một cái trường năng lượng ở bên ngoài và nó tương tác với cái vụ trụ thức với cái trường năng lượng ở bên ngoài và nó hấp dẫn bắt đầu là uh, nó hụt cái cơ hội, nó hụt cái quỹ nhân phù trợ, nó hụt cái công việc, à, nó hụt uh, tiền, hụt tài sản. Uh, bây giờ là ví dụ như là chúng ta là anh chỉ có uh, 50.000 hay là 100.000 thậm chí là anh chỉ là đưa mà anh chỉ lượm được 1.000 thì anh chỉ có ăn mừng đấy ạ. À. À, à, khi lăn ngay xưa cũng vậy cả nha cái hộ quy tự do tài chính của lăn á lăn chỉ bỏ có bỏ là 500 đồng thậm chí là 500 đồng một 000 đồng nhưng mà à, mình bỏ vào như vậy và mình ra quyết định anh chị à, cái số tiền này nó sẽ là uh, ra ngoài kia và nó sẽ là trao nó sẽ trao nhiều giá trị uh, và nó sẽ hút về cho tôi là gấp một 000 lần đó à, cho nên là anh chị ở uh, tiêm tiềm thức thì nó không phân biệt được con số cho nên là bây giờ là anh chị có bao nhiêu thì anh chị hãy cứ là biết ơn cảm ơn những cái số tiền của mình đáng có và mỗi lần anh chị bỏ vào quỹ tự do tài chính như vậy thì anh chị hãy ra quyết định cái số tiền mà mình mong muốn phục về đúng không ạ thì là tại vì anh chị nếu như là chúng ta 10 triệu 100 triệu hay là 1 tỷ hay là ở một triệu đó thì so với toàn vũ trụ này là nó ít hay nó nhiều ạ à? bây giờ ví dụ như là anh chị có 1.000 đô la là 24.000 tỷ đúng không ạ thì so với Dạ, à, chúng ta có 1.000 đô la thì là 24 tỷ so với tổng tài sản của cả vũ trụ này uh, là bao nhiêu à? Cả vũ trụ là, là chưa nói là trái đất thôi, uh, là cái trái đất này luôn đi anh chị. Thì là có ý không ạ? À? Nếu như mà bây giờ mình so với vũ trụ thì sao ạ? À? à? cả vũ trụ thì nó là một giọt nữa cả. À, một uh, công ty Apple là nó đã 2.000 tỷ đô rồi đúng không ạ? À? à, một tỷ đô là bao nhiêu? Một thị trường về dinh dưỡng sức khỏe thù đồng năm 2020 vừa rồi là nó đã là 20.000 tỷ đô rồi anh chị. Là một thị trường về sức khỏe thôi ấy. Mà cơ thể của chúng ta chính là vũ trụ thu nhỏ anh chị. Có phải là vũ trụ là được hình thành từ bộ yếu tố là đất, nước, lửa, giỏ không ạ? À, mà cơ thể của chúng ta, đất chính là xương cổ của chúng ta. Nước chính là mạo hiệu của chúng ta. Và lửa chính là cái nhiệt độ của chúng ta. Và giỏ chính là hơi thở của chúng ta. Có nghĩa là anh chị là một vũ trụ thú nhỏ. Cho nên là những cái sự giao cỏ của vũ trụ thì chính là cái sự giao cỏ của mình. Yes ví à, giống như Lan chia sẻ ở một cái thị trường là sức khỏe thôi đó, là nó đã 20 nghìn tỷ đô rồi. À, một cái thị trường về sức khỏe thôi. À, còn những cái thị trường mà về tài chính nó thì là nó còn cấn khủng hơn nữa. Dạ, ở thị trường về ở bất động sản hay là vàng hay là máy mặt hay là công nghệ, nhiều thị trường là chúng ta chưa có điểm tới thì tới ngay mai chúng ta sẽ là uh, rõ ràng hơn một cho nên là thật sự là một tí nó chỉ là một giọt nước rất là nhỏ so với vũ trụ thôi anh chị và đó là lý do tại sao mà ở cho nên là nhiều anh chị cứ nghĩ là uh, anh chị đôi khi anh chị đặt mục tiêu là 50 triệu, 100 triệu mà anh chị cứ nghĩ đặt cái câu là à, chắc mình không làm được đâu gọi là tiền đấu mà ra ở làm sao mình có được nguồn lực này cho nên là anh chị phải nhớ mình chỉ là một vũ trụ thu nhỏ và vũ trụ thì là rất là giàu có cho nên là chỉ cần là anh chị tin tưởng À, và anh chị đồng hành học tập cùng câu lạc bộ thì là anh chị sẽ thu hút rất là nhiều cái nguồn lực tới bên mình được không ạ à, cho nên là nếu như mà anh chị mà lấy một tỷ đô mà chia cho cái tổng tiền của vũ chúa thì nó sẽ là không 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 rất là nhiều con số không đúng không ạ à, một phần trăm mà anh chị lấy cái con số mà một chấm nghìn thì nó cũng là không không thôi À, rất là nhiều con số không thì đối với vũ chúa là 100.000 và 1 tỷ đô lá là nó đều như nhau được không ạ? À, giống như bây giờ mà chúng ta làm toán anh chị, à, chúng ta thấy là cái con số nào mà nó dài quá là chúng ta cắt bớt, à, chúng ta làm cho à, nó giống như vậy thôi. Mình làm cho nó thì nó quá nhỏ so với vũ trụ. Cho nên là nếu như mà tiền về 100.000 thì là chúng ta cũng ăn mừng đúng không ạ? À, tiền về 1.000 chúng ta cũng ăn mừng. Hãy xem nó như là à, giống như ngày xưa là giống như bây giờ cũng vậy khi mà lan bỏ 1.000 1.000 đồng vào trong cái hộp quỹ tự do tài chính của mình á, thì lan nói là à, tôi đang bỏ 1.000 đô la vào trong cái hộp quỹ tự do tài chính của tôi. Rồi thì là ở uh, bàn iPhone mình sửa lại cổ pháp nhá. Để mà Lan sẽ là uh, biết bàn là ở trong nhóm nào thì Lan sẽ hỗ trợ cho bạn uh, tốt hơn ha. Nhưng mà chúng ta yên tâm ha. Trong những cái thời gian tiếp theo thì Lan sẽ hướng dẫn cho cả nhà để mà chúng ta là liên tục có được một cái trạng thái năng lượng đỉnh cao. Dạ thì đó là cái cái mà Lan chia sẻ đối với vũ trụ là 100 000 hay là 1 tỷ nó đều như nhau. Đối với vũ trụ là đều như nhau anh chị cho nên là uh, mình Lanh chia sẻ là tại sao mà trong cuộc sống mình cần phải tích cực là nó như vậy á anh chị luôn luôn phải ăn mừng thành công hay là khi mà anh chị ở uh, để được cái nơi mình muốn mình mua được một cái thứ gì đó mình muốn ví dụ như là anh chị có một cái ước mơ ví dụ như là mình sử dụng uh, một cái uh, mình sẽ có được một cái siêu xe à, hay là mình sẽ là có một điện thoại hay là mình có một bộ đồ mới uh, cái bộ đồ mới ở của mình thôi thì là ở uh, chúng ta còn ăn mừng anh chị thậm chí mà uh, bằng để được một cái quốc gia nào đó uh, thì là ở uh, chúng ta còn hay ăn mừng hay là thậm chí là chúng ta uh, đi, đi du lịch ở uh, đấu đỏ trong cái đất nước của mình thôi thì chúng ta còn ăn mừng được không ạ uh, thì anh chị sẽ thấy ha, thành công khi mà anh chị ăn mừng uh, thì nó sẽ nổi tiếp thành công được không ạ dạ yeah. cho nên là ở uh, chúng ta cần phải ghi nhận thành công của mình đó là cái cách thứ hai anh chị ha cách mà cài đặt về tư duy ở uh, về thành công trong tiềm thức anh chị có thể ghi lại cho lan được không ạ uh, ghi nhận thành công được không ạ ghi nhận thành công cho nên là buổi tối mà khi mà anh chị làm quý trên vũ trụ đó thì anh chị là được uh, câu lạc bộ là hưởng nhận cho anh là nhớ ăn mừng thành công luôn yes và anh chị sẽ thấy là Ngày xưa lan cũng vậy cả nha ờ, mình có thành công nhỏ nhỏ mình cứ ăn mừng mình cứ gửi lên nhỏ ăn mừng liên tục vậy đó lúc đó là mình chưa về tài chính đâu rồi nha lúc đó mình chưa hụt được tiền đâu nhưng mà mình có những cái thành công ví dụ như là mình giúp được một ai đó là họ đạt được mục tiêu của họ hay là mình được ai đó tặng qua là mình cũng ăn mừng thành công À, hay là mình đi ra đường á mình mình thấy một mình á trời ơi là lạnh rất là khỏi à, khi mà mình ra đường mà mình thấy tiếng ở là nhà là mình đang ở tân số với tiền á là mình đang có cái dấu hiệu là vũ trụ đang thu hút tiền lợi cho mình đó. là những cái lúc như vậy là anh chị hãy hãy lượm cái tờ tiền đó lên à, và chúng ta hãy bỏ vào hộp quỹ tự do tài chính của mình à, và xác định là số tiền này sẽ thu hút về tối là gấp một nghìn lần gấp một triệu lần được không ạ à? thì tất nhiên là uh, chúng ta mà đi ra đường đó, thì anh chị cũng có nghĩa là nếu như mà anh chị đang chạy xe máy đó, mà cái tờ tiền mà nó chưa được an toàn thì tất nhiên là chúng ta cũng tuy thôi đúng không ạ nếu như an toàn thì chúng ta mới lấy mà, mà con không thì thôi đúng không ạ yes. thì cái cách thứ ba là một cách tuyệt vời nhất đúng không ạ thì bây giờ thì Lan sẽ là chia sẻ uh, cái cách thứ ba đúng không ạ Uh, cái cách thứ ba này là chỉ có người mà được học được đào tạo bài bản là mới có thể làm được thôi anh chị và hôm nay là ở uh, lan sẽ chia sẻ cái cách uh, bài bản này cho anh chị thì cách thứ ba là cái cách mạnh nhất luôn anh chị cách thứ ba này là có thể là mất một cái thời gian để mà thay đổi được cái niềm tin gốc để của anh chị nhưng mà cái cách thứ ba này á, là nó sẽ ngay lập tức thay đổi nó có cái tác động mạnh hơn gấp cả nghìn lần so với hai cách trước luôn anh chị và đây là một bộ môn khoa học anh chị nhé ở từ những giáo uh, sứ từ những tiến sĩ ở mỹ ha gọi là có băng cấp đoàn hoa Ờ, được không ạ? Và chủ tịch trình huy của chúng ta cũng có cái băng cấp đoan hoàng cái môn này mỗi ngày anh chị Là có những cái chứng chỉ đoan hoàng luôn, chứ không phải là học chơi đâu anh chị ờ, Nên là anh chị lưu ý ha, cho nên là anh chị uh, học theo câu lạc bộ là chuẩn luôn á Thì có một cái điều rằng là cái cách thử bán này là nó sẽ cài đặt và nó sẽ thay đổi là tiêm thức thôi Thôi miên, thì chính là một cái liều pháp thôi miên anh chị ha và nếu như mà anh chị nào có xem cái chương trình mà thôi miếng trên ở internet ví dụ là uh, Andy Gosselin, uh, uh, thì anh chị biết là có một cái giảm khảo có một cái chương trình uh, là một cái uh, cái số rất là nổi tiếng luôn có nghĩa là cái ông giảm khảo nào uh, thì ông có một cái niềm tin uh, là cái cảm giác là ông ấy là có một cái nỗi sợ là gì đó uh, là cái việc mà bắt tay người khác uh, là ông ấy không có bao giờ bắt tay chân với một ai cả và nếu như mà ông ấy bắt tay uh, thì buộc là ông ấy phải đeo bao tay nhưng mà lúc đó là có một cái nhà ảo thuật à, họ gọi là nhà ảo thuật thôi chứ thực ra là à, một người thầy thôi miếng đúng không ạ à, nhưng mà cái thay thôi miên này là cái level cao hơn thì chúng ta không phải là uh, phải lên cái level đó đó các cả nha chỉ cần là lên cái level sơ khai cơ bản thôi thì chúng ta có thể là thay đổi niềm tính và tư duy gốc rễ của mình rồi còn không nhất thiết là chúng ta phải là trở thành bậc thầy như ai đó đỏ đúng không ạ như anh đó là mới làm một cái liệu trình là vô công vi dụng có nghĩa là cái trang trại này anh chị cái anh giảm khảo này là thôi miếng sống thì anh ấy là lâm đầu tiên là hớn suốt là bao nhiêu chục năm trời là ông đã bắt đầu bắt tay chân với tất cả mọi người luôn có nghĩa là không có ai tin nổi luôn ờ, anh ta đã làm cái điều đó anh chị rất là tuyệt vời luôn bởi vì là cái anh chàng này á, là anh đã tạo ra một cái niềm tin mới anh đã cài đặt lại một cái niềm tin mới cho cái vị giảng khảo này là cái niềm tin mới này thì ở lần nói thế mà có nghĩa là cái người giảng khảo này anh chị là ông ta rất là sợ bắt tay chân có nghĩa là ông ta sợ luôn anh chị thì cái ông này, ông mới cài đặt là cái niềm tin mới là gì ạ? À? À, Bạn đang có một đôi bao tay, và đôi bao tay này là vô hình, à, và nó có cái, nó vô niềm tin luôn anh chị. Và chúng ta nghe xong câu đó là chúng ta nói làm sao mà tin được đúng không ạ? Trời ơi, nó về mà nghe được. Nhưng mà rõ ràng là cái uh, này anh chị, nó đi thẳng vào tim thất của người giảm khảo này luôn, và làm cho anh ta tin tuyệt đối luôn giống như là tuyệt đối là không có nghi ngờ gì về điều đó luôn anh chị và vô tình là ông ấy nhìn thấy là cái tay của mình ờ, mà ông ấy tưởng là đang có một đôi bao tay vô hình luôn tính khủng luôn anh chị á ở tất cả đều là khoa học vậy anh chị cho nên đấy là những câu chuyện mà thật rồi anh chị cho nên là mình cứ lên uh, youtube uh, mình tìm kiếm ha thì bây giờ là chúng ta sẽ nói tới cái liều pháp thôi miên giống như là anh chị nào mà được uh, tham gia cái chương trình sống ngay làm chủ cuộc đời đó thì là anh chị được uh, chủ tịch Nguyễn Diễm chia sẻ một cái video rất là tuyệt vời. Có nghĩa là uh, những cái buổi mà có lập bộ up live tại Sài Gòn anh chị thì uh, cách đây là cũng là vài năm rồi, uh, hai năm á. Thì là có một cái cô đó, cô rất là già. Nghĩa là cô đó là bốn mươi mấy kỳ thôi, cô là 6 mấy tuổi rồi, nhưng mà uh, lúc này chủ tịch nguyễn diệm mới là cho cô nghe một cái đoạn thôi miên có nghĩa là chủ tịch ở uh, nguyễn diệm thôi miên là cô đang rất là mạnh mẽ cô giống như là một cái uh, cái cổ thú ấy, uh, và cô rất là mạnh cô đang giống như một cái cổ thú và cô bạn xấu giữa mặt đất bạn xấu dưới mặt đất thì lúc đó anh chị uh, có một trang trái nhá uh, mà đẩy cô mà không có đẩy được rồi sau đó là có hai người đàn ông lên đẩy cô mà cũng không đẩy được rồi sau đó là ba ba người đàn ông cao to lực lượng mà đẩy cô cũng không đẩy được anh chị đó rất là ví dụ luôn anh chị thì đầu tiên á uh, anh chị nào mà anh chị nào mà sau này mà câu lạc bộ mà có buổi ước thứ hai đó ờ, à, thì anh chị nên tham gia ha. anh chị hãy ra vừa đến tham gia ha. Ờ, để mà anh chị được từng mắt của mình thấy chỉnh là chúng ta là từng gọi là anh chị là cái người mà chuẩn thật làm cái quy trình đó luôn để mà anh chị là có cái niềm tin lớn hơn ha. thì đầu tiên là nói về cái sóng não anh chị thì ngày xưa thỉnh thoảng là chúng ta nghe những cái người bạn của mình ở là chúng ta một ai đó nói rằng là cái sóng não là uh, gamma hay là như thế nào thì là chúng ta là chưa có hiểu đúng không ạ? Thì hôm nay là chúng ta sẽ học ha. Thì Lan sẽ hướng dẫn cái sóng nào là gì ạ? Mỗi con người chúng ta là có năm loài sóng nào anh chị. À, anh chị có thể là vẽ cái hình tám giác khác và anh chị chia ra năm cái tầng khác nhau. Ok chưa? Thì cái tầng nào cao nhất đó chính là cái sóng nào gamma. Thì cái sóng gamma này là nó mang một cái tần số là rất sờ uh, sợ hại này, lo lắng này cũng có thể là dừng dự vân vân Nói chung là cái trạng thái mà nó không tích cực và trong trạng thái này á, thì ý thức của chúng ta là một hết rất là cao và đây là cái trạng thái khi mà chúng ta lo lắng sợ hãi thì chúng ta là hãy ở cái trạng thái này ok chưa chúng ta ở cái level thứ hai là mình xuống đi một tầng nữa thì đó chính là sóng beta à, với cái sóng gamma này á, anh chị á, anh chị ra quyết định với lắm là chúng ta không có dùng cái sóng này luôn khi nào mà chúng ta mà thấy có cái hạt giống mà nhén nhén nhỏ cái sóng gamma này là chúng ta phải nhộn ngay à chúng ta đừng để cho nó đừng có để cho nó là bệnh rễ rồi là mọc mâm rồi là lên quả ha? tại vì là hai bên trong chúng ta còn có hạt giống này cả anh chị quan trọng là người nào mà nuôi dưỡng thì nó lên quả còn người nào mà không nuôi dưỡng thì nó vẫn chỉ là cái hạt thôi được không ạ à? thì cái sóng gamma là chúng ta là vào cầu lạc bộ là bọt luôn cái sóng này đúng không ạ à? cái thứ hai đó chính là sóng beta là cái sóng nào mà thông thường anh chị giống như mà lăn đang nói chuyện với anh chị vậy đấy là chúng ta đang ở cái sóng nào beta thì chúng ta đang ở cái trạng thái bình thường ok chưa à? ở cái trạng thái tỉnh táo và bình thường thì trong trạng thái này là bình thường thôi chúng ta có thể là làm việc làm bất cứ thứ gì à chúng ta có thể học có thể đi chơi có thể giao tiếp và chúng ta có một cái sự nhận thức tỉnh táo bình thường ok chưa à? và ở giữa cái mức tiếp theo là cái sóng ám pha được không ạ à? sóng ám pha thì tương chứng cho có một cái mức sóng ở thứ dạng nhưng mà đây là thư giãn nhẹ thôi, được không ạ? Giống như là hôm nay á, sau một cái ngày làm việc thì bây giờ là mình ngồi xuống, à, mình nằm trên giường, mình nằm trong cái ghế uh, sơ lấm của mình á, mình đọc sách hay là mình đọc báo hay là mình xem tivi, à, mình thư giãn nhẹ, đúng không ạ? Thì đó là cái cảm giác mà thoải mái, thư giãn nhà anh chị. Có nghĩa là chúng ta vẫn còn cái ý thức nhưng mà lúc này là chúng ta phải thư giãn, à, chúng ta không có suy nghĩ gì nhiều hết. Bây giờ là chúng ta đang thoải mái, ở à, chúng ta ngồi rất là thư giãn Uh, trạng thái là ám phái này anh chị uh, Thư thứ dạng nhẹ ok chưa à? thì ở cái trạng thái này là cái trạng thái mà chúng ta thoải mái uh, rất là thích ha và ở cái trạng thái nó cao hơn uh, có nghĩa là một cái cấp mà nó xuống thêm một bước nữa anh chị một cái tầng nửa đó là cái tầng thứ uh, thứ tư anh chị ha là chính là sẵn theta ta anh chị sẵn theta ta là cái sóng là thứ dạng sâu thứ dạng sâu là sao à uh, là cái trạng thái mà trạng thái là uh, dưỡng thân anh chị uh, chúng ta có một cái trạng thái là mơ mang ngủ uh, là một cái trạng thái chúng ta nửa tận nửa mơ chúng ta tỉnh mà chúng ta vẫn đang còn mơ hồ á là cái trạng thái thế ta trạng thái thế ta gọi là thứ dạng sâu có nghĩa là buổi sáng mà chúng ta mới ngủ dậy là chúng ta đang mơ hồ á mơ mang là nhìn qua nhìn lại mình chưa mở mắt ra anh chị có nghĩa là chúng ta muốn mở rất mở mắt ra nhưng mà lúc đó là ở chúng ta chưa có thật sự tỉnh tạo lắm hoặc là khi mà chúng ta là chuẩn bị đi ngủ anh chị thì đó chính là trạng thái thế ta đúng không ạ yes thì cái trạng thái thế ta anh chị là cái thằng ở và vắt cuối một cái tầng nữa đó chính là cái trạng thái thứ dạng sâu và cuối cùng là ở cái trạng thái đó chính là delta thì đó là cái tầng lúc mà chúng ta ngủ anh chị khi mà anh chị rơi vào cái trạng thái là đeo tá rồi thì là chúng ta ngủ. Ok chưa? Rồi vậy thì chúng ta biết cái sóng nào này là gì ạ? À? Thì có một điều mà anh chị cần lưu ý ha. Tiềm thức của chúng ta rất là hay. Tiềm thức của chúng ta ở trong cái trạng thái đó chính là sóng theta cái trạng thái là sống ta, được không ạ? Cái trạng thái mà chúng ta đang mơ ở chúng ta đang thư giãn sâu thì tiềm thức của con người sẽ mở ra anh chị. Ồ, oh, anh chị phải uh, lưu ý cái phần này cho lan nhé. Cái lúc này tiềm thức của anh chị sẽ mở ra hết và cho phép cho chúng ta đưa những cái cài đặt mới vào bên trong tiềm thức, được không ạ? Yes. Có nghĩa là chúng ta đang ở trong cái trạng thái mà mơ mang ngủ thì đây là cái thời điểm vàng để mà chúng ta cài đặt những cái niềm tin mới, cài đặt những cái tư duy mới vào bên trong tiềm thức. Và cái quy trình thối miếng đó, đơn giản đó là đứa một người từ trạng thái bê ta là cái trạng thái thông thường sang một cái trạng thái thế ta là thư giãn sâu và cài đặt vào những cái tim, niềm tin mới cho họ. Thì đó là cái quy trình thối miếng anh chị ha? Anh chị uh, hiểu phần này chưa ạ? Ờ, đơn giản đó là khóa học anh chị. Uh, và đó là cái phần đầu tiên của ngày hôm nay. Đó chính là sóng não có nghĩa là cái thời điểm vang để mà chúng ta cài đặt tư duy mới, uh, niềm tin mới hay là một cái thông tin gì đó mới. Thì chúng ta hãy chọn cái cách dùng, uh, ở đó là chính là thế ta anh chị đó là cái thời điểm vàng để mà anh chị đúa và anh chị cai đặt hết vào tiêm thức của mình thì lúc đó là tiềm thức của anh chị sẽ mở ra là vào hết ra anh chị không cần là lặp đi lặp lại nhiều đúng không ạ à, nó cai đặt thẳng vào cái hệ điều hành bên trong của chúng ta luôn tuy nhiên là, là trong cái trạng thái uh, Thường nắm anh chị là cái trạng thái ngủ thì nào của chúng ta là sẽ đóng lại nha <laughs> có nghĩa là chỉ có cái khoảng thời gian là thế ta là mới là cái khoảng thời gian vàng thời gian tốt nhất để mà chúng ta nghe thôi miếng thôi để mà chúng ta cai đặt lại cái niềm tin Còn khi mà chúng ta ngủ rồi ấy, thì là chúng ta sẽ không có chuyện gì hết à, Vấn đề là có nhiều anh chị uh, Nói rằng là ok bây giờ Mình sẽ đọc sách, uh, mình sẽ đọc bằng cách là Mình sẽ bực sách, uh, mình sẽ nghe sách Khi ngủ <laughs> yeah. uh, Nhưng mà uh, như thế nào à? Thật sự là nó không có tác giống anh chị Tại vì mình khi mà mình nghe sách Thù đồng phải không ạ thì không có nén đâu Tại vì cơ bản là nó không có vô nào của mình uh, Anh chị Lúc mà mình ngủ rồi ấy, thì nó không có vô tí nào hết á cho nên là mình học uh, được cái, mình cũng không học được cái gì hết. Thì cái đó là cái thứ nhất ha và cái thứ hai nếu như mà anh chị cài đặt lại cái thiết bị điện tử mà ở gần đầu của mình hay là mình đeo tai nghe gì đó thì là nó cũng ảnh hưởng tới nào của chúng ta. Uh, cho nên là nó ảnh hưởng tới tái của mình uh, và nó ảnh hưởng tới nhiều thứ. Nên là khi mà chúng ta ngủ để mà những cái thiết bị điện tử nó xa ra, mình đừng có để trên đâu mình, thứ mà uh, mình đừng có đeo tai nghe khi ngủ anh chị ha. Uh, anh chị có nghe thôi miếng sóng thì anh chị có thể là uh, bỏ ra hay là để chúng ta ngủ trong cái giấc ngủ là thoải mái nhất thì nó cũng sẽ là ảnh hưởng tới cái sức khỏe của mình và một cái điều nữa là nó sẽ uh, cai cho chúng ta một thói quen là cái thói quen này rất là không có tốt luôn đó chính là chúng ta cai một thói quen khi mà chúng ta nghe sách nói ở uh, chúng ta sẽ buông ngủ <laughs> khẳng định luôn anh chị nếu như mà anh chị nào mà hay bực sách đi ngủ tự nhiên là mình đang thức ha mình đang thoải mái tự nhiên là mình bực sách nói lên là tự nhiên chúng ta buông ngủ luôn thì điều đó là chị anh chị chỉ nghe sách khi ngủ thôi và vô tình là mình dạy cho tiêm thức của mình một thói quen là không tốt cho nên là uh, như thế nào à? mình không có nên ở uh, bực uh, sắc nổi khi đi ngủ anh chị và phần tiếp theo là khi nào thì không nên nghe thôi miên anh chị ha trường hợp ở uh, đầu tiên khi mà mình không nghe thôi miên là khi mà mình đang ở cái trường trạng thải là sẵn gà ma đúng không cho nên là anh chị thấy cái người nào mà đang mà dừng giữa ha mà anh chị tội là anh chị khuyến họ anh chị là nhẹ nhàng với họ à, là họ đâu có nghe ở lúc này anh chị nói gì đâu có nghe thì đó là ở trong cái trạng thái là sợ hại ở đi cái gì đó là tuyệt đối là mình không có được dùng cái trạng thái thôi miên anh chị không có tốt hoặc là khi mà anh chị đang giận dữ đó anh chị đang có nghe thôi miên được không ạ à? không có tốt ok chưa thì nếu như khi mà mình đang ở trong trạng thái gá má một người nào đó đang ở trong trạng thái đó thì chúng ta phải chuyển sang trạng thái beta rồi mình chuyển sang trạng thái alpha rồi xuống theta có nghĩa là chúng ta phải bình tĩnh lại anh chị mình phải bình an lại mình phải thư giãn thoải mái thì mình làm quy trình thôi miên được còn nếu như mà anh chị đang ở trong cái trạng thái mà áp lực tâm lý hay là sợ hãi thì là chúng ta sẽ bị phản tác dụng ok chưa à? rồi cái trường hợp thứ hai là khi nào mà uh, anh chị đang bị một cái uh, gọi là tôi an toàn uh, một cái bệnh mà giai đoạn cuối thì không nên nghe thôi miên anh chị ha uh. uh, thì cái này là có nghĩa là ở uh, các nhà khoa học không nghiên cứu sáu uh, thì là câu lạc bộ chia sẻ và lại về cho anh chị thôi có nghĩa là mình cứ ứng dụng theo người thành công ha uh và cái uh, trường hợp tiếp theo là mình bị rối loạn thân cấn anh chị ha hay là mình đang sử dụng thuốc uh, hoặc là mình phải bảo họ là dùng thuốc là, là ít nhất 3 ngày một người nào mà đang bị rối loạn thân cấn anh chị hay là bị đang sử dụng thuốc uh, thì mình phải bảo ngừng dùng thuốc ít nhất là 3 ngày tuy nhiên uh, thì mấy cái thuốc mà bổ thì không sao anh chị ha uh. ví dụ là vitamin hay là cái gì đó mà bổ sung cho cơ thể của mình uh, thì không có sao uh, uh, nhưng mà có những cái thuốc mà điều trị anh chị thì là anh chị cần lưu ý đương nhiên là mình sẽ có là nó quan trọng không ạ ờ, mình dừng là ít nhất là 3 ngày rồi mình mới nghe thôi miên ok chưa và tiếp theo là cái phần cuối cùng là mình không được nghe thôi miên à, ờ, là mình không được hay là không nên khi mà có hai người khác giới thì không được nghe uh, thôi miên cho nhau trong vòng kín ok chưa ờ, tại vì cơ bản uh, ở trong vòng kín mà bạn thôi miên thì làm gì mà sao biết được ờ, cho nên thì đó là cũng là một cái cái mà mình không nên thôi miên trong phong kiến khi mà không có người thứ ba được không ạ ờ, có người thứ ba quan sát thì ok thì đương nhiên cái đó thì là được nếu như mà vậy anh chị uh, chưa khi là vợ chồng đúng không và đó là cái phần thứ hai không nên nghe thôi miên những cái lúc như thế nào tiếp theo là phần ba anh chị uh. thì đó là một số những cái hiểu lầm ở thôi miên lý do đầu tiên mà có nhiều người nghĩ rằng là được gây ra từ hàng uh, gọi là thôi miên được gây ra từ những người mà thay tướng tể anh chị uh, hay là những cái người siêu nhiên hay là những người mà kỳ bí thì thật ra không phải đâu anh chị thôi miên là một bộ môn khoa học anh chị nhé thì nãy giờ lan chia sẻ với cái sóng não thì đó là một cái bộ môn khoa học hết anh chị chứ không phải là siêu nhiên kỳ bị gì đúng không ạ à? thì cái thứ hai là có nhiều người nói là vài người là mới trải nghiệm về thôi miên thì là cái điều này có nhiều anh chị nghĩ rằng là chỉ có vài người mới có thể là trải nghiệm về thôi miên thì cái điều này cũng không đúng ha anh chị bởi vì sao ạ à? tất cả chúng ta đều có sóng não hết mà à, tất cả chúng ta đều có cái trạng thái là uh, gamma hay là trạng thái là bình tĩnh hay là thư giãn hay là đều có cái trạng thái là ở khi mà chúng ta mới mang ngủ đúng không ạ cho nên là ở đây là ai là từ nhỏ tới giờ là chưa ngủ bao giờ có anh chị nào mà từ nhỏ tới giờ là chưa ngủ bao giờ đúng không ạ tất cả chúng ta đều có đúng không ạ cho nên là chúng ta ai cũng có thể là thôi miên hết được anh chị ha thì tiếp theo là cái hiệu lâm thứ ba đó là khi mà chúng ta rơi vào cái trạng thái thôi miên thì bạn hoàn toàn không kiểm soát được bản thân của mình thì điều đó là cũng không đồng anh chị anh chị hình giống trong cái bạn uh, khi mà anh chị thối miếng thì giống như là chúng ta đang ở trạng thái uh, thế tá thôi. Thì ở trong trạng thái là thứ dạng xấu. Có nghĩa là trạng thái là nửa tận nửa mê đó anh chị. Và nếu như mà chúng ta đang nửa tận nửa mế mà chúng ta ngủ dậy thì là chúng ta vẫn ngủ dậy bình thường thôi. À, chúng ta vẫn kiểm soát được chứ không phải là không kiểm soát được à OK chưa? Và tiếp theo là một số hiệu lâm về thối miếng là có thể là uh, chúng ta uh, bị mắc kẹt và không tận dậy nổi. Uh, thì cái đó cũng không có đồng anh chị ha. Yes, cái đó không có đâu ạ, à. À, cho nên uh, giống như anh chị nghe bức tranh thôi, miếng xạo tháng vậy thôi, nó đâu có gì đâu, à, nói chỉ là thế ta thôi mà uh, Thế ta thì khi nào mình thích vậy thì mình vậy thôi, được không ạ, à? À, chứ mình đâu có bị hổ mê được uh, Yes, thì uh, đó là những cái mà có nhiều anh chị hiểu lắm á, cho nên là mình đừng có hiểu lầm những cái đó anh chị ha Thôi miếng là bình thường, À và chúng ta đang ở trạng thái thế ta thôi, được không ạ à? trạng thái thôi miên, được không ạ? À? Rồi hay là ở thế tá là um, có nhiều anh chị nghĩ rằng là bạn bị mất ý thức 100%, là cũng không đồng anh chị Chúng ta chỉ cần đưa vào trạng thái đó là uh, chúng ta vẫn còn tỉnh thức anh chị, à, chúng ta vẫn còn tỉnh táo, vẫn còn ý thức anh chị ha, uh, chứ không nhất thiết là chúng ta phải mất là 100% ý thức thì mới thôi miên được. Rồi thì đó là cái hiệu lâm tiếp theo là không thôi miên. Uh, có nghĩa là bạn sẽ nói là khi mà mình đáng thôi miếng là mình sẽ nói tất cả những cái sự thật về mình thì cái điều này anh chị ở ờ, chúng ta được chọn nói hay là không ạ à? À, vì lúc đó là chúng ta vẫn còn cái ý thức mà ở à, chúng ta vẫn còn cái nhận thức ở à, cho nên nếu như mà có ai hỏi mình thì mình thích thì mình nói mà không thì thôi cho nên là chúng ta cho phép ở thì chúng ta sẽ nói còn nếu như mà chúng ta không cho phép thì chúng ta sẽ không nói được không ạ à? À, chúng ta hoàn toàn vẫn kiểm soát được cái lời nói của mình hành vi của mình à, chúng ta đang thôi miên được không ạ và của cuối cùng á, là cái thôi miên là chị làm được với những người thông minh thì thật ra điều này cũng không đồng anh chị ai cũng thôi miên được hết á đương nhiên là cái người thông minh thì là họ vào cái trạng thái thôi miên thì nó nhanh hơn thôi chứ ai cũng làm được hết anh chị nhé ok chưa à? thì đó là một số những cái hiểu lầm của thôi miên à, còn bây giờ thì lan sẽ hướng dẫn cho anh chị cái các bước để mà mình làm thôi miên à, thì quý trình làm sao để mà chúng ta thôi miên anh chị ha thì đầu tiên là anh chị sẽ là uh, chuẩn bị uh, cho lan đó là bức tranh 6 tháng được chưa bức tránh sáu tháng hoặc là một cái bài thôi miếng miên nào đó nhiều anh chị là hỏi lan ơi bây giờ chị bằng đức thì làm như thế nào lan ơi bây giờ là chị muốn là cho con học thi uh, thi giỏi thì làm thế nào thì có nghĩa là nó sẽ có những cái bài thôi miên khác nhau tùy theo mỗi cái nhu cầu của mỗi anh chị thì anh chị nào đang có cái nhu cầu gì thì là anh chị ý e cho nhóm trưởng của mình được không ạ còn những anh chị nào đang ở trên cái kênh tiktok á thì cả anh chị có thể là tham gia vào cái link nhỏ mà lan ở chợ trên kính của lan á thì là anh chị ý e cho lan ở thì lan sẽ gửi cho anh chị Hưởng dẫn cho anh chị những cái bài thôi miên phù hợp với mỗi người được không ạ có nghĩa là đầu tiên là anh chị chuẩn bị cho mình một cái bài uh, thôi miên một cái bài, uh, một, cái bài uh, một cái bức tranh về cái điều anh chị mong muốn được không ạ? À? Thì cái này là chúng ta đã cứ uh, làm cái bức tranh là 30 ngày và bức tranh 6 tháng anh, anh chị. Uh, cho nên hỏi là ở đây là anh chị nào chưa có cái bức tranh 30 ngày và bức tranh 6 tháng anh chị có thể là comment tối được không ạ? À? Anh chị nào mà đã uh, làm rồi anh chị có thể là comment số 2 nha. Rồi rồi, anh chị nào mà đã có rồi á thì anh chị hãy là anh chị nào chưa có thì anh chị hãy comment tối á, anh chị nào mà có rồi á, anh chị đã làm rồi thì anh chị hãy comment số so 2. Dạ rồi, thì ở đây Lan thấy là có một số anh chị là chưa đúng không ạ? À, ờ, rất là nhiều anh chị luôn. Yes, ôi. À, cho nên là uh, những anh chị nào mà mới thì không sao ha. À. Cho nên là những cái anh chị nào mà vào mà học công câu lạc bộ mà một tháng rồi á. Mà chưa có là không có được nha cả nhé. Ờ, à, anh chị nào mà chưa có thì ebook ngay cho. Kết thúc của Dung này là ebook cho nhóm trưởng của mình á. Hay là những anh chị nào nhóm của Lan thì ebook cho Lan. Ờ, à, để mà Lan sẽ hướng dẫn uh, cho chúng ta làm cái bài thôi miên. Và anh chị nhóm trưởng sẽ hướng dẫn cho cả nhà làm bài thôi miên được không ạ? Dạ rồi, ờ, bạn ý cho Lan nhé. Rồi ok, thì đó là cái cái thứ nhất anh chị ha. Chúng ta đã có cái bức tranh uh, 30 ngày và bức tranh 6 tháng. Thì là chúng ta sẽ cài đặt bức tranh đó vào tim thức của mình. Hoặc là anh chị nào mà muốn uh, bỏ thuốc, cũng có bài thôi miên bỏ thuốc luôn. Rất là tuyệt vời anh chị. Yes, uh, Rồi, uh, vào tiêm thức của chúng ta anh chị ạ Để mà chúng ta phẩm nó ra bên ngoài, ok chưa? Thì ở thi hiện tại anh chị nhé uh, Chúng ta sẽ viết uh, cái bức tranh ở thi hiện tại Tại vì cơ bản là chúng ta viết khi mà chúng ta đọc lại là uh, nó lưu loạt hơn Còn nếu như mà chúng ta là không có viết ra cái bức tranh Thì vô tình lúc mà anh chị làm thôi miên là không có lưu loạt Thì nó sẽ không hay lắm Thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái bài vắng uh, Việc về cái điều mình mong muốn, được không ạ? Thì đó là cái này là chúng ta đã làm vừa quá rồi, đúng không ạ? cái bức tranh 30 ngày và bức tranh 6 tháng. Ở à, thì đó là một cái bài viết chúng ta chuẩn bị trước anh chị ha. À, đó là bài 1 và chúng ta nhớ là gì À? à chúng ta phải đơn giản làm theo công thức mắt Code. Của... Những cái cấu tư nó phải đơn giản, nó phải dễ hiểu, cụ thể và ở thi hiện tại thì tất cả đều có việc vào ở thi hiện tại giúp lành được không ạ? À? à? tất cả những cái lời thoại của anh chị đều việc ở thi hiện tại. Anh chị có thể comment là câu này giúp lành ha. Mình việc ở thi hiện tại có thể là anh chị từ xứng minh xứng tối hoặc là à, chúng ta từ xứng tên à, đương nhiên là thể nào cũng được hết à, chúng ta đều đưa vào thi hiện tại hết được không ạ à? mình không đưa vào thi quá khứ hay là thi tương lai thì tất cả đều việc ra ở thi hiện tại rồi cái bước đó là cái bước thứ nhất anh chị ha bước thứ hai thì chúng ta sẽ chuẩn bị những cái công cụ là những cái công cụ phạt nhạc và ghi âm phạt nhạc và ghi âm thì là trong nhỏ mà anh chị ha à, khi mà ngày mai chúng ta học nhóm thì các anh chị ở nhóm trưởng sẽ gửi cho anh chị cái phạt nhạc ba cái bài mẫu sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách làm cho chúng ta thôi miên Thì đó là cái dụng cụ phạt nhạc à, Có nghĩa là chúng ta sẽ bật cái nhạc uh, thôi miên đó lên Để mà chúng ta đưa bản thân của mình vào cái trạng thái thế ta Ok chưa? Rồi nếu như mà anh chị nào mà chưa có nhạc thế ta Thì anh chị có thể là nhắn tin cho nhóm trưởng của mình Để mà các bạn nhóm trưởng sẽ gửi uh, được cho anh chị ha Rồi và một cái thiết bị để chúng ta ghi âm là cái bước thứ ba Là ghi âm anh chị ha thì khi mà chúng ta ghi ấm á, thì là chúng ta có những cái quy trình sẽ có cái phân là thứ giãn tân phân đúng không ạ? À? Và chúng ta sẽ thư giãn, chúng ta sẽ dành ra khoảng 2 phút để mà uh, nói về cái thứ giãn tân phân anh chị ạ. À, bạn sẽ thả lòng và thứ dạng toàn bộ cơ thể của mình được không ạ? À? Thả lòng cái cơ thể của bạn uh, để cho bạn có thể là tỉnh tạo hơn, thoải mái hơn, bình an hơn, dễ chịu hơn. Chứ là anh chị nào mà đang là không có thoải mái, đang là nặng dần mà chạy vào thôi ấm là thôi luôn á. Đúng không ạ? À, mình phải đưa bản thân của mình về trạng thái này. Và mình hãy dành ra khoảng một phút ở trong cái bài mình đang viết. Mình viết ra khoảng vài câu để mà chúng ta thư giãn. À, đúng không ạ? Thì cái này là có cái bức tranh mẫu hướng dẫn cho anh chị luôn. Rồi, à, và bây giờ anh chị á, à, à, khi mà chúng ta đang thư giãn như chúng ta là đang dỗ mình đi ngủ anh chị. À, mình lại là vô cùng thoải mái, à, vô cùng thư giãn. Đúng không ạ? À, cái sự thư giãn là lan tỏa khắp gương mặt của bạn. À, bạn cảm thấy là cơ thể này vô cùng thoải mái à, thứ dạng và thả lỏng cơ thể của mình động rồi tuyệt vời à mình sẽ dùng cái dòng theta anh chị ha được không ạ à, và dòng này là cái dòng theta thứ dạng và thả lỏng à, ví dụ anh có thể đọc á à, bạn cảm thấy vô cùng tuyệt vời vô cùng thoải mái vô cùng thành công à vô cùng hạnh phúc cái dòng có nghĩa là cái dòng theta nó nhẹ nhàng anh chị rồi, anh chị dùng cái dòng theta ha, là cái dòng mà rú ngủ là tiêm thức mình thích lắm. Cho nên là anh chị có để ý là những cái người nào mà nói nhẹ nhàng, dễ dễ thương anh chị rất là thích đúng không ạ? những cái người nào mà hay nói gắt gọng là tự nhiên là tiêm thức của mình là không có thích luôn. Cho nên là anh chị biết cái bị mật này và anh chị thay đổi lại cái dòng nói của mình Khi mà anh chị nói chuyện với mọi người là tự nhiên là anh chị sẽ là rất là dễ đi vào lòng người. Và chúng ta sẽ có nhiều mối quan hệ mà họ yêu mến mình hơn là chúng ta chỉ cần thay đổi là cái dòng theta này thì tiềm thức của mọi người rất là thích nghe rất là sướng anh chị ở à, nghe bên án người nhiên nghe thoải mái nghe rất là thích à, chúng ta đừng gọi đọc cái dòng mà giống như là chửi lộn rồi là không có được anh chị ha không giống cái dòng chửi nhau à, mà chúng ta nói cái dòng là ở dùng một cái dòng là theta được à cái dòng là ở nó nắng lớn nhưng mà nó không có phù hợp với cái thối miếng dùng những cái dòng là nó nhẹ nhàng thôi nó êm à, nó thoải mái nó bình an đúng ạ à? thì đó là cái dòng nhẹ nha cái dòng theta ok chưa à? yes, thì đó là khi mà chúng ta ghi ấm á, thì chúng ta đọc cái bài ghi âm à, chúng ta đọc uh, cái bài ghi âm này anh chị ha thì chúng ta sẽ bật nhạc thôi miên lên và chúng ta sẽ đọc và chúng ta sẽ ghi âm lại ok chưa à? à, và chúng ta sẽ đọc và chúng ta ghi âm lại một cái bài là chúng mình là khoảng là uh, 10 phút yes thì ở uh, nó chúng là tùy vào anh chị ha tùy vào cái bức tranh thôi miên của anh chị nhưng mà uh, 10 phút là tốt nhất nếu không ạ uh, tạm đến 10 phút rồi, tại vì là ở cái trạng thái thế tá là uh, không có dài đâu đấy anh chị tại vì cái trạng thái thế ta của chúng ta là một người là chỉ khoảng 10 phút thôi đúng không ạ thì tại vì là, uh, là chúng ta dễ vào cái giấc ngủ lắm nhưng mà nhiều anh chị là đôi khi anh chị có những cái bức tranh mà uh, nó dài hơn lắm thì giống như chủ tịch Nguyễn Diễm chủ tịch Nguyễn Diễm là mục tiêu rất là rất là nhiều cho nên là à, bà cũng làm cái bức tranh là 20 phút tại vì là bà Nguyễn Diễm là, là, là chưa có ngủ nhanh ờ, còn anh chị nào mà đặt mình xuống cả là ngủ liếng thì anh chị chỉ nên làm tối đa là khoảng 10 phút thôi được không ạ mà anh chị ghi âm mà anh chị là mất khoảng là mấy hai chục phút là đôi khi là cơ thể của mình nó ngủ rồi được không ạ thì mình phải thay đổi mình phải giới hàng cái bài đọc cái bài thôi miếng của mình tối đa là 10 phút là đẹp nhất anh chị ha ok chưa rồi chúng ta có một hai phút để mà mình thư giãn mình làm cái phần thư giãn thì chúng ta sẽ nói kỳ uh, điều chúng ta muốn có okay, cái chưa? Và nếu như mà anh chị làm vào bộ chứa anh chị thì anh chị muốn thôi miếng vào bộ chứa thì là uh, chúng ta thôi miếng xong là chúng ta thức dậy luôn á thì là chúng ta sẽ làm ba phân anh chị ha. Thì uh, phân đầu tiên nó là phân thứ dạng, cái phân mà thứ dạng thì là chúng ta sẽ đưa mình tư trạng thái tỉnh táo sang trạng thái thứ dạng sâu. À, sau đó là tới cái phần thứ hai là cái phần mà chúng ta sẽ là uh, đọc cái đoạn bức tranh tài chính của mình à, những cái niềm tin mà anh chị mong muốn cài đặt vào trong tiềm thức của mình uh, và sau khi mà anh chị cài đặt xong là anh chị có cái đoạn thứ ba là cái đoạn mà chúng ta thức dậy là cái đoạn mà chúng ta kêu chúng ta dậy luôn anh chị ha là cái đoạn mà thức dậy đúng không ạ thì là chúng ta sẽ bắt đầu là đùng đầy cơ thể của mình và bạn bắt đầu là tỉnh táo uh, thì cái đoạn này là có cái bài mẫu đó anh chị nào mà chưa có bê mẫu thì là anh chị ebook cho nhóm trưởng của mình để mà gửi bà mẫu cho anh chị ha rồi uh, có nghĩa là cái đoạn này anh chị nào nghe buổi trưa đó mà anh chị muốn thức dậy thì anh chị thêm vào còn mà lúc buổi tối mình muốn nghe mình đi ngủ luôn á thì mình khỏi thêm cái đoạn này vào đúng không ạ uh, thì có thể là anh chị có thể làm hai bài khác nhau để mà mình nghe buổi trưa và buổi tối rồi uh, thì uh, chúng ta sẽ nói theo một cái giống là cái, cái đoạn thứ ba anh chị thì chúng ta sẽ nói theo cái giống là nó sẽ ấm xong rồi nó sẽ tăng dần lên tại vì cái đoạn này là giúp cho mình thức dậy còn nếu như mà mình ngủ luôn á, thì là mình khỏi nghe cái đoạn thứ ba này. Ok chưa? Thì đó là cái ba phân anh chị ha. Phân thứ nhất là mở bài. À, chúng ta sẽ đưa cơ thể của mình vào trạng thái thứ giãn Phân thứ hai là chúng ta sẽ là đọc cái bức tranh tài chính của mình. Cái bức tranh mà điều mình mong muốn. À, phân thứ ba là cái phân mà chúng ta đánh thức bản thân của mình. Được không ạ? À? À, và đương nhiên là cái phân giữa nó mới đi vào cái phân quan trọng anh chị nhé. À, nó phải động bài bạn. À, cho nên là anh chị đừng có từ là <laughs> Chúng ta hãy là liên hệ với người nhóm trưởng của mình để mà được hướng dẫn làm đúng cách anh chị nhé. Rồi à, cái phần thứ ba là cái phần mà chúng ta kêu gọi chúng ta thức dậy. Thì à, chúng ta thức dậy thôi, mình à, con nếu mà chúng ta ngủ thì là à, mình không không làm được mình không có làm phương 3 cũng được. Yes. Rồi thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ là làm cái bức tranh mục tiêu 30 ngày ha. Làm cái bức tranh thôi miên à, 6 tháng được không ạ? À, chúng ta làm buổi sáng thì là chúng ta mở lên chúng ta sẽ cho cái cái phần thức dậy còn nếu nhưng mà chúng ta làm vào buổi tối thì là chúng ta sẽ cắt cắt cái phần cuối đi nếu như mà chúng ta muốn nghe thôi miên vào buổi tối trước khi ngủ anh chị thì là anh chị sẽ cắt cái phần thức dậy đi có nghĩa là anh chị cho cái phần thứ dạng với lại cái phần cái đoạn thứ hai thôi cái bức tranh của mình vào thôi được không ạ à? thì mình cứ nghe rồi là mình ngủ luôn à, thì nó rất là tốt anh chị ha Chứ mất cũng là tội là nghe là xong là gọi bị thức dậy nữa. Ờ thì chúng ta làm như vậy. Rồi thì cho nên là nghe thôi miếng là một ngày là ít nhất 3 lần anh chị ha. Nhiều hơn vẫn được nhé Một ngày là uh, nhiều hơn vẫn được. Tại vì á uh, anh chị làm càng nhiều lần á thì nó càng đi nhanh vào tiêm thức của mình. Ok chưa? Cho nên là một ngày là ít nhất là ba lần. Còn không thì là mình nghe càng nhiều càng tốt. Uh, uh, nghe lúc nào cũng được hết á và mình hãy dùng những cái ngôn ngữ hình ảnh dễ hiểu và cái dòng của ánh trí nó sẽ có lúc lên lúc xuống lúc châm lúc bụng. có lúc là năng lượng có lúc là nhiệt huyết nhưng mà có những lúc là nhẹ nha mình hãy dùng những cái hình ảnh màu sắc đúng không ạ? Uh, yes, thì đó là anh chị cũng uh, vừa việc vừa tưởng tượng xem là cái bức tranh đó là nó đẹp như thế nào. Thì cái này là nhóm trưởng là uh, vừa quá đã sửa cho anh chị nhiều rồi đúng không ạ? Thì rất là tốt. Và chúng ta hãy sử dụng uh, những cái cấu tư mà nó tích cực anh chị nhé. Anh chị nhớ là trong mai thôi miếng là chúng ta chỉ sử dụng những ngẫu tư tích cực đúng không ạ? Ôi hôm mở có cái anh ghi dễ thương lắm. Còn nghĩa là anh nói là ồ lưng của tôi là hết đau. Ờ, uh, mà tiêm thức là đâu có hiểu tư không anh chị? Nếu như mình nói hết đau thì nó chỉ hiểu tư đau thôi. À, cho nên thay vì như vậy anh chị sẽ nói sao à? à lưng của tôi càng ngày càng khỏe lên được không ạ à? rồi thì nói là như vậy thôi thì sau này là các nhóm trưởng sẽ hỗ trợ uh, hỗ trợ thêm cho anh chị với bài thôi miên thì là các nhóm trưởng sẽ hỗ trợ cho anh chị kỹ hơn để mà mình có thể là làm một bức tranh thôi miên hoàn chỉnh ok chưa à? còn nếu như mà anh chị nào mà chưa có cái bài uh, bức tranh 6 tháng á thì anh chị hãy nhỏ họ nhóm trưởng của mình ha để mà anh chị nhóm trưởng của mình là có thể là gửi cái đoàn uh, gửi cái bức tranh mẫu qua uh, và hưởng dẫn cho anh chị ở uh, về sức khỏe về mối quan hệ về tài chính đúng không ạ à? rất là nhiều. À, nếu như mà anh chị nào cần á, thì là anh chị có thể là uh, nội nhóm trưởng của mình gửi. À, cả nhà biết không Lan đã giúp rất là nhiều anh chị uh, làm cái bức tranh thôi miên này uh, làm cái bức tranh 30 ngày này và anh chị đã đạt được những cái mục tiêu của mình rất là tuyệt vời luôn uh, Rồi thì là ở đây là Lan cũng sẽ là chia sẻ cho anh chị vài một số anh chị uh. Ở đây còn có một số anh chị mới cho nên là Lan cũng chia sẻ uh, cho anh chị rồi rồi đang sẽ chia sẻ cho anh chị một số anh chị mình đã làm cái bức tranh uh, thôi miếng này ở uh, bức tranh 6 tháng này uh, và các anh chị ấy đã uh, đạt được những cái mục tiêu của mình rất là tuyệt vời anh chị rồi thì đây là chị uh, Nguyễn hướng đúng không ạ uh, chị cũng đạt bức tranh 6 tháng của mình đó chính là sở hữu chiếc xe ô tô của mình thế còn đây là anh cáo Xuân Hy đúng không ạ Yes, uh, anh cậu nào anh cao xuân hi lúc mới vào câu lạc bộ thu nhập là chỉ có là mười mấy triệu thôi anh chị và anh bắt đầu là uh, đặt lên là hai mươi rồi anh gia tăng lên nhưng mà uh, lăn có là khi mà lăn anh nói chiều với anh là thấy anh có cái tiềm năng rất là lớn thì bây giờ là hiện tại từ cái thu nhập là hơn mười triệu anh lại gia tăng lên là đạt được cái con số là hai trăm triệu thôi cả nhà uh, còn đây là chị quân hướng rất là tuyệt vời ha. Uh, chị cộng là đầu tiên là chị đặt cái bức tranh đầu tiên 6 tháng là chị sở hữu ngôi nhà là chị đã hoàn thành nhưng mà tiếp theo đó là chị cũng sở hữu là chị đặt bức cánh là sẽ sở hữu cái serum mỹ phẩm 6 tháng nhưng mà trong 3 tháng thôi là chị cũng đã hoàn thành rất là tuyệt vời à, cả nhà có thể gửi những cái lời chúc mừng cho anh chị của mình ha đó, à, đây là ngôi nhà của chị Quân Thư này cả nhà à, lúc mà chị vào câu lạc bộ là công việc là spa của chị là đang không phát triển à, và chị cũng đang không ngồi dưỡng nhưng mà như học những kiến thức này à, chị đã sở hữu cái ngôi nhà mơ của mình mà trong suốt mười mấy năm mơ Oh, đây là anh Lê Vũ Thái đúng không ạ? Uh, uh, anh còn nghĩ là chắc là khoảng là 3 năm sau, 5 năm sau mình mới đặt mục tiêu là có nhà. Nhưng mà nhờ học những kiến thức này, anh chỉ còn đạt được cái ngôi nhà mình mơ ước luôn. Rất là tuyệt vời. À, uh, còn đây là một uh, anh rất là thành công luôn ha. Ở uh, đây là cái ngôi nhà của uh, vợ chồng anh Nguyễn Thắng. Rất là tuyệt vời. Đây là cái ngôi nhà ở trên cả nhà này. Cái ngôi nhà mở ở trên đây là cái ngôi nhà mà anh chị uh, cái chữ vương vang ấy, là ngôi nhà mơ uh, cái ngôi nhà ở dưới này là cái ngôi nhà mà anh chị đạt được cả nhà bao nhiêu anh chị là mình mong muốn là mình cũng sẽ là hoàn thành bức tranh xuất sắc mục tiêu sáu tháng của mình anh chị hãy là comment tôi ạ à. yes rồi là cái phương này anh chị ha anh chị sẽ là hoàn thành cái bức tranh này và cái tiếp theo là ở uh, hướng dẫn cho anh chị đó, đó chính là anh chị sẽ mạ họa ra thành hình ảnh có nghĩa là anh chị muốn sở hữu ngôi nhà gì chiếc xe như thế nào anh chị muốn đi du lịch ở đâu uh, anh chị muốn là sở hữu những bất động sản như thế nào anh chị hãy ý những hình ảnh ra được không ạ? Ý những hình ảnh ra, uh, anh chị có thể ra ngoài cái tiềm in kiểu người ta in nâu ra. Uh, và sau đó là anh chị dạng vào với bức tranh tâm nhìn của mình, dạng những cái nơi nào mà anh chị dễ nhìn thấy. Uh, và sau đó anh chị ghi ở dưới uh. anh chị có thể ghi ở dưới bằng cái thi hiện tại. Ví dụ như là anh chị uh, dạng một cái ngôi nhà đi, thì anh chị ghi ở dưới. Hôm nay, uh, ví dụ mục tiêu của anh chị là ngày 30 tháng 12 năm 2023, anh chị đạt được đúng không? Thì anh chị sẽ ghi là hôm nay ngày 30 tháng 12 năm 2023, tôi sở hữu ngôi nhà à, hai tân màu trắng ở, địa chỉ nào đúng không ạ đó thì chúng ta sẽ ghi ở đó và chúng ta sẽ làm cái bức tranh tâm nhìn của mình rồi anh chị nào mà chưa biết cách làm bức tranh tâm nhìn thì anh chị có thể là ebook cho nhóm trưởng của mình để mà được hướng dẫn luôn rồi thì ok rất là tuyệt vời à, cảm ơn cả anh chị đã đồng hành công lan trong buổi dung ngày hôm nay và lan xin kết thúc buổi dung ngày hôm nay ha và cả nhà hãy đảm bảo rằng là trong cái ngay uh, ngày hôm nay và qua ngày mai thì là chúng ta đã hoàn thành cái bức tranh mục tiêu 30 ngày uh, và bức tranh 6 tháng của mình rồi được không ạ à? anh chị nào ra gọi là tôi sẽ hoàn thành xuất sắc mục tiêu 30 ngày và 6 tháng của mình thì anh chị hãy comment tôi ạ à. Uh, yes tại vì mỗi ngày là lan sẽ chia sẻ cho anh chị những kiến thức mới cho nên là uh, cái kiến thức nào lan chia sẻ thì anh chị hãy hoàn thành trong ngày luôn để mà anh chị đạt kết quả cho nhanh anh chị ở chứ bây giờ mấy chục năm là không biết kiến thức này rồi mà bây giờ biết rồi mà còn chi hoàng nữa thì là khi nào mình thành công đây ở đăng nào mình cũng khao khát thành công Đăng nào mình cũng khao khát là cuộc sống của mình là giàu có hơn tự do hơn thì chúng ta hãy hành động ngay bây giờ anh chị ha dạ rồi là xin chào cả à nhà